Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Thất Dạ Tuyết, Thương Nguyệt. Chương 15, vô Quy Kỳ Thất. Tình thánh nữ xa La cuống cuồng bỏ chạy, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và bất cang. Tỷ tỷ chết rồi, giáo vương chết rồi, Ngũ Minh Tử cũng chết cả rồi. Tất cả những kẻ đè đầu cưỡi cổ à cuối cùng đều đã mất mạng. Tòa Đại Quang Minh cung này, tưởng chừng như đã là thiên hạ của à, không ngờ đúng vào lúc này. Người của võ lâm trung nguyên lại xuất hiện, muốn hủy diệt hết mọi thứ ở đây. Xa la đoảng trọng chạy về nơi ở của mình, nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi tới. À nghiêng đầu, lưỡi kiếm sắc bén sáng loa đã đập vào mắt. Diệu không xứ đang cười lạnh lùng đứng chặn con đường trước mặt. Không, à thốt lên kinh hãi, biết mình không còn kịp chạy về nơi ở. Bèn quay đầu chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh nhất thời hoàng hốt không kịp chọn đường ả à, không hề nhận ra đó chính là con đường dẫn tới tu la trường. Xà la đi như điên cuồng, chợt phát hiện ra đó là một con đường chết. Nhưng sau lưng bắt kiếm đã truy đuổi sát tới nơi làm ả sợ đến hồn phi phánh tán, chẳng còn nghĩ ngợi được chuyện gì khác, cứ đẩy luôn cánh cửa sắt kia mà xông vào bên trong một luồng khí lạnh ập tới trước mặt, tuyết ngục lạnh lẽo tối om như mực, chỉ có một vài bó đuốc lẻ tẻ chiếu sáng, làm ả nhất thời không nhìn thấy gì. Hà! trong bóng tối, chợt nghe một tiếng cười gần lạnh lùng, cuối cùng cũng đến cả rồi à. Trong nháy mắt xa la bị nhấc bổng lên, tàn nhẫn ném xuống mặt đất lạnh như băng, làm toàn than ả à đau đớn đến phát run. Phải, đồng công tử, ả à nghe thấy có người trả lời, giọng nói mang theo cả tiếng cười khe khẽ, nữ nhân này đã dẫn dụ cả đám người đó tới đây rồi. Giọng nói này là diệu không xứ vừa mới đuổi tới đây, y vừa nói gì? toàn thân xa la bỗng nhiên chấn động kinh hãi ngẩng đầu lên đồng trong bóng tối à nhìn thấy một đôi mắt yêu dị sắc lam nhàn nhạt hòa lẫn với màu đen thuần khiết lấp lánh như sao đồng người chưa chết xa la sợ hãi kêu lên thành tiếng tròn mắt nhìn kẻ nhiều ngày trước đã bị giáo vương nhốt trong tuyết mục sau khi tạo phản thất bại hắn lại trúng cả thất tinh hải đường sao vẫn có thể sống bình an vô sự như vậy rồi cả tuyết mục nơi giam giữ kẻ đầu sò phản loạn này, tại sao lại mở rộng cửa như thế? Lẽ nào, giáo vương mất chưa tới một ngày, tu la trường này đã bị đồng khống chế trở lại? Đúng vậy, ta vẫn còn sống, đôi mắt trong bóng tối kia khẽ cười, dù chưa dùng đến đồng thuật cũng dù khiến người ta choáng váng. Kẻ phản loạn cúi người xuống, bóp chặt cằm công chúa hồi hột, người bất ngờ lắm phải không? Trong tuyết ngục tối tăm, thấp thoáng vô số bóng người tựa như quỷ mị tinh thánh nữ xa la chỉ thấy tâm kinh đảm khiếp, đồng trường quản tu la trường đã nhiều năm, bồi dưỡng được không ít thù hạ tâm phúc, lúc này đám sát thủ tinh anh ấy, không ngờ đều đã lặng lẽ tập kết cả ở nơi này. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra vô số biến cố trời long đất lở, giữa đồng và diệu không, rốt cuộc đã thỏa thuận được hiệp nghị bí mật gì. Đồng, ta gấp ngươi tập hợp người của tu la trường, cũng đã dẫn dụ đám người kia tới rồi thất kiếm của đỉnh kiếm các sắp đuổi tới nơi, nhân khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Diệu không đeo chiếc mặt nạ đồng xanh trở lại, khóe miệng nở ra một nụ cười tàn khốc rồi lập tức biến mất, nhẹ giọng nói, tiếp sau đó, thì phải xem ngươi thế nào rồi. Ta biết, trong bóng tối, đôi mắt yêu tà kia chợt rực lên như lửa, mỗi người lấy thứ mình cần, kết thúc chuyện này cho sớm. Tiếng bước chân chỉ còn cách ngoài cửa chừng một trường, người trong bóng tối đột nhiên giơ tay lên, như thể nhận được mệnh lệnh vô thanh, những bóng người mờ mờ ảo ảo kia lập tức biến mất trong nháy mắt, hòa nhập vào trong bóng tối mờ mịt của tuyết mục. Thân hình diệu không cũng lướt vù qua cửa một cái. Lục ca, chu hành chi đi đầu tiên, vừa nhìn thấy y liền kêu lên một tiếng thất thanh, xông vào trong. Xoạt, vừa bước vào trong bóng tối như có một chiếc lồng ánh sáng vô hình chụp xuống, y không thể cầm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn về phía nguồn sáng ấy lập tức nhìn thấy một đôi mắt sáng rực lóe lên ở nơi tối tăm nhất đôi mắt yêu dị đến mức khiến người ta phải nín thở, sâu không thấy đáy, đủ dìm chết bất cứ người nào trong đó. Khoảnh khắc ấy, y không còn nhúc nhích được một chút nào nữa. Đúng lúc Chu Hành Chi bị đồng thuật định thân, trong bóng tối một vòng ánh sáng lặng lẽ vươn ra, thiết chặt lấy cổ họng y. Họ Chu không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể lập tức bị kéo vụt lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng trên trần nhà y liều mạng dãy rủa trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất hai tay nắm chặt lấy sợi dây bạc thắt vào cổ gầm gừ trong họng làm tốt lắm diệu không cười khẽ phi thân lên chỉ đưa tay ra đã bắt lấy thanh trường kiếm của đồng liêu đánh rơi sau đó không cần nghĩ ngợi gì y xoay kiếm chém tạt ra một đường chỉ nghe soạt một tiếng đã cắt đứt kinh mạch nơi ngón cái tay cầm kiếm của chu hành chi thanh thứ nhất mạc vấn y cười lạnh lùng ném mạc vấn kiếm lên không, cắm phập vào xả ngang. Thanh kiếm đầu tiên trong thất kiếm của đỉnh kiếm các. Lúc xoay người trở lại, người thứ hai, thứ ba đã cùng tới nơi, song kiếm thoạt nhìn thấy chu hành chi bị treo trên cao, đều không khỏi giật mình kinh hãi xông vào giải cứu, nhưng rồi cũng không kịp đề phòng mà bị đồng thuật tấn công, không thể cử động. Kế đó, liền lập tức bị các tinh anh sát thủ trong tu la trường phục kích tấn công sợi dây bạc đoạt mệnh lặng lẽ bay ra, treo lơ lửng hai thân hình lên trần nhà. Thứ hai, liêu quang. Thứ ba, chuyển hồn. Diệu không phi liên tiếp hai thanh kiếm lên xả ngang, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Trọng, hoa, ngươi, ngươi, mấy người bị treo lên trần nhà cuối cùng cũng nhận ra tấm mặt nạ đồng xanh đó, dãy rụa phát ra tiếng kêu khàn khàn. Gương mặt vặn vẹo vì đau đớn lộ vẻ kinh ngạc kẻ nằm vùng bí mật này. Một trong bát kiếm của đỉnh kiếm các lại đã phản bội võ lâm trung nguyên sao? Y là một tên gián điệp hai mang. Khục, từ trọng hoa cười gần, đeo tấm mặt nạ lên, khôi phục lại thân phận diệu không xứ. Ngu xuẩn, lẽ nào bọn người nghĩ rằng y nhẫn nhục bao nhiêu năm, bỏ mặt cả thê nhi, tất cả chỉ vì giúp võ lâm trung nguyên diệt trừ ma giáo. Chuyện đùa, cái gì mà chính tả bất lưỡng lập, cái gì mà trừ ma vệ đảo, thứ y muốn chính là bá quyền ở võ lâm trung nguyên, chính là vị trí các chủ của đỉnh kiếm các. vì điều này, y đã bất chấp thủ đoạn bao gồm cả liên thủ kết minh với một tên sát thu như đồng. y đề ngọc tỏa của giáo vương cho đồng, còn hắn sẽ giúp y bước lên vị trí đỉnh kiếm các chủ. còn tất cả những đồng liêu của y, đặc biệt là bảy người còn lại trong bát kiếm, tự nhiên đều là những viên đá lát đường sớm muộn gì cũng phải trừ diệt đi. Này cơ hội tuyệt hảo đã tới nên bọn y quyết định thừa cơ quét sạch một lần. Y liên tiếp cắt đứt gân tay của đồng liêu, hành động gọn gàng dứt khoát, không hề do dự lập nên đại công lớn như vậy, lại không có đối thủ cạnh tranh giành công. Như vậy cả đỉnh kiếm các lẫn võ lâm trung nguyên mới có thể coi như đã là vật nằm trong túi. Xoạt xoạt, lại có thêm hai thanh kiếm bị ghim lên xà nhà. Nhưng võ công của người tiến vào cuối cùng là hạ tiên vũ lại cao hơn bốn người trước một bậc đồng thời khả năng ứng biến cũng tốt hơn nhiều. Tuy bị đồng thuật kích chúng, tứ chi đều không thể di động, song trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy vẫn kịp thời nghiêng đầu tránh né sợi dây bạc, kêu lên một tiếng cảnh báo, cẩn thận. Đồng thuật, chỉ nháy mắt sau đó, trong bóng tối đã bay ra bốn sợi dây bạc thắt lấy cổ họ hả, kéo y lên cao. Hỏng rồi, diệu không thấp giọng than khẽ mai phục bị phát hiện, mà hai kẻ khó đối phó nhất vẫn chưa tiến vào quả nhiên tiếng kêu của hạ tiên vũ đã khiến hoắc triển bạch và vệ phong hành dừng sững lại hai người đứng ngoài cửa cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy rồi đồng loạt kêu lên thất thanh trong tuyết mục tối om từng mọn đuốc được đốt lên chiếu rọi sáu thân thể bị treo lơ lửng trên cao không ngừng vặn vẹo dáng vẻ vô cùng thống khổ đừng nhìn vào mắt hắn vừa liếc nhìn thấy người áo đen bên trong chưa kịp tiếp xúc với ánh mắt đối phương hoắc triển bạch đã thất kinh hét lên, kéo giật vệ phong hành sang một bên, đồng thuật. Chỉ nhìn thân thể và bước chân di động rồi phán đoán ra phương vụ hắn xuất thủ. Khà, dưới ánh đèn, chủ nhân cặp mắt kia bật cười thành tiếng, quả không hổ danh là hoắc thất công tử. Nam tử trẻ tuổi ngồi sâu trong góc tối ấy khắp người đều là vết thương, tứ chi và cổ họng đều có vết máu. Cơ hồ đã phải chịu đựng những giày vò vô cùng đáng sợ, gương mặt nhợt nhạt gầy gò nhưng vẫn nhướng mày cười cười. Sau nụ cười ấy, cả người đồng như toát lên một thứ ánh sáng trói mắt. Thứ ánh sáng từ trong ra ngoài ấy không chỉ phát ra từ đôi mắt. Thậm chí cả người không nhìn thẳng vào mắt hắn cũng cảm thấy trong phòng chợt sáng bừng lên. Đồng, từ khi chia tay ở dược sư cốc, đã lâu rồi không gặp. Hoác triển bạch vẫn giữ được bình tĩnh, chậm chậm lên tiếng. Đồng nghe thấy ba chữ dược sư cốc thì không khỏi chấn động, ánh sáng yêu dị trong mắt hơi thu lại, Sát khí giảm đi rõ rệt, Dược sư Cốc. Dược sư Cốc, ba chữ này có mối liên hệ bí mật với một người nào đó, chỉ cần nhắc tới là đã lập tức đánh trúng nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn. Trong giờ khắc quyết định sinh tử này, chẳng ngờ hắn lại không khống chế được bản thân mà ngẩn người ra như vậy. Nhanh, Hoắc Triển Bạch trong nháy mắt đã phát hiện ra sơ hở rất nhỏ này, gào lên với vệ phong hành đứng cạnh, "Cứu người." Hai người vận lực vào mũi chân, bổ về phía sáu đồng liêu bị treo lơ lửng trên không như hai tia chớp, song kiếm lướt qua như điện, cắt đứt những sợi dây bạc thiết chặt cổ họng sáu người. Chỉ nghe đinh một tiếng, một người bị treo đã rơi bịch xuống. Lục đệ, vệ phong hành nhận ra đó là từ trọng hoa, vội vàng lao tới đỡ lấy. Nhưng toàn thân y bỗng nhiên giật bắn lên, ngón tay đối phương đã lặng lẽ điểm trúng đại huyệt trước ngực, làm y sững lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại cũng nhanh nhẹn vươn ra, đoạt lấy trường kiếm trong tay y, rồi ném ngược lên, ghim sâu vào xà nhà. "Lục Đệ, vệ phong hành kinh hãi thốt lên, tròn mắt nhìn người đồng liêu đột nhiên trở mặt tấn công mình. "Lục Đệ, kẻ đeo mặt nạ đồng xanh kia bật cười lạnh lùng, quay sang nhìn Hoắc Triển Bạch, "Ai là huynh đệ của ngươi?" Hoắc Triển Bạch sững người ra đó, nhìn y chân chối, trong mắt như đang có mọn lửa bốc cháy rừng rực từ trọng hoa. Ngươi, thật sự bội phản sao? Rốt cuộc ngươi đứng về phía nào vậy? Ta chưa từng theo bất cứ phe nào cả. Từ trọng hoa cười lạnh, ta chỉ trung thành với bản thân mà thôi. Người bội phản đỉnh kiếm các thì thôi, nhưng chẳng lẽ cả mẹ con thu thủy ngươi cũng bỏ mặc luôn ư? Hoác triển bạch nắm chặt đốc kiếm, thân hình khẽ run lên, thử thuyết phục kẻ phản bội thêm lần nữa tám năm nay nàng đã chịu bao cực khổ vậy mà cả hỏi ngươi cũng chẳng hỏi đến một câu đừng nhắc đến nữ nhân khốn khiếp đó trước mặt ta từ trọng hoa cười khẩy khinh bỉ dù ả à có chết ta cũng chẳng trau mày đâu hoác triển bạch lập tức sững sờ y vừa nói gì y nói thu thủy là gì ả à gả cho ta chẳng qua chỉ vì nhất thời giận dỗi ngươi mà thôi cũng giống như ta lấy ả à chẳng qua để đà kích ngươi vậy từ trọng hoa cười lạnh nói tí ô tám năm nay lẽ nào ngươi vẫn không hiểu điều này? Hoác triển bạch ngây người ra nhìn kẻ vừa là đồng liêu vừa là tình địch này. Bao năm nay, gã đã suy đoán nguyên nhân tại sao năm đó thu thủy âm đột nhiên gả vào nhữ nam từ ra cả trăm ngàn lần. Gã ngỡ nàng bị uy hiếp, hoặc giả đã thay lòng nhưng lại không thể nào ngờ được lý do ấy chỉ đơn giản như vậy. Chỉ vì nữ nhân đó, ta cũng đủ lý do để giết ngươi rồi. Từ trọng hoa cười lạnh, giờ kiếm lên, nhưng còn con của ngươi hai mắt hoắc triển bạch lóe lên những tia phẫn nổ, mạt nhi bệnh tật 8 năm dòng ngươi có biết không? Nó vừa chết ngươi có biết không? Người đeo mặt nạ bỗng giật mình, nu cười lạnh lẽo biến mất trên gương mặt. Ta có con ư, y nhìn thanh kiếm trên tay, lẩm bẩm nói, lúc y nhận lệnh tới côn luân nằm vùng, đứa trẻ đó vẫn còn trong bụng mẹ. Đến khi nó bất hạnh chết yểu không ngờ y cũng không thể nhìn mặt con lấy một lần. Chết cũng tốt, chỉ một thoáng trầm mặc, y lại nở một nụ cười lãnh khốc, có quỷ mới biết nó là nghiệt trùng của ai. Câm miệng, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong tim, rồi tràn ra ngoài. Hoác triển bạch không nhiều lời nữa, nhùn mình phi thân lao tới, từ trọng hoa, người hết thuốc chữa rồi. Ném mặc hồn kiếm đi, từ trọng hoa căn bản không cản chiêu kiếm phẫn nộ đó lại, mà ngón tay bóp vào cổ họng vệ phong hành, ánh mắt toát lên sát khí hừng hực đừng nói đạo lý lớn lao gì với ta nữa. Có tin ta lập tức giết chết vệ ngũ không? Kiếm thế đi được nửa đường đột nhiên yếu đi, dừng sững lại giữa không trung. Từ trọng hoa thấy gã quả nhiên đã dừng bước, liền phá lên cười, tàn nhận bóp lấy cổ họng vệ phong hành, lập tức buông kiếm. Giờ ta đếm sáu tiếng, một tiếng giết một tên. Một, vù, lời còn chưa dứt, mặc hồn kiếm đã bay vút đi như một tia chớp đen, cắm sâu vào sàng ngàng trên cao, ha, ngẩng đầu nhìn bảy thanh kiếm ghim chặt trên cao, từ trọng hoa không giấu nổi tiếng cười đắc ý. y phong tỏa huyệt đạo vệ phong hành rồi chậm rãi bước về phía hoắc triển bạch tay không tất sắt, kiếm sắc trong tay sáng lấp lánh. hoắc thất người cũng thật trọng tình nghĩa, từ trọng hoa bật cười châm chọc, ánh mắt phức tạp lạ thường. đối với thu thủy âm cũng vậy, đối với huynh đệ cũng thế sống như vậy, ngươi không thấy mệt sao? Không đợi đối phương phản bác, y đã giơ kiếm lên, trong tay không có kiếm, một thân võ nghệ cũng coi như phế đi quá nửa phải không? Hôm nay, cũng đã tới lúc ta báo mối thù một kiếm bên bờ Tinh Túc Hải năm xưa rồi. Nói tới đây, y ngoảnh mặt lại khẽ gật đầu với Đồng, "Đồng, phối hợp với ta." Đồng từ nãy vẫn không lên tiếng, cơ hồ đang chìm đắm trong suy tư, lúc này mới giật mình sực tỉnh, hắn cũng không nhiều lời, chỉ khẽ vỗ tay một cái trong chớp mắt. Vô số bóng đen lập tức di động, thông đạo vừa hẹp vừa dài ở lối vào Tuyết Ngục lập tức bị các sát thủ hoàn toàn khống chế. Ngoài ra, còn có sáu lưỡi dao găm kề vào cổ họng Lục Kiếm của đỉnh kiếm các. Người cứ thoải mái động thủ, Đồng vỗ tay, nét mặt không chút cảm xúc, mi mắt cụp xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc bình ngọc nhỏ màu mỡ dê trong lòng bàn tay đây. Đây là vật kỷ niệm cuối cùng nữ tử ấy để lại cho hắn trước lúc ra đi. Tốt lắm, từ trọng hoa cười phá lên liên thủ tiêu diệt thất kiếm từ nay trung nguyên tây vực sẽ là thiên hạ của ta với ngươi rồi y xuất thủ không chút dung tình tấn công đồng liêu trên tay không tất sắt bằng một chiêu kiếm tất sắt đó là một sự thống hận và căm ghét dâng lên từ sâu thẳm nội tâm hận không thể băm vằm người trước mặt mình ra muôn ngàn vạn mảnh bao nhiêu năm nay bất luận về phương diện nào kẻ ấy cũng luôn luôn ở trên đầu y đè nền y thử hỏi làm sao y không hận cho được. Hoác triển bạch lách người tránh né luồng kiếm quang như điện chớp, nhưng không dám ra tay hoàn thủ. Bởi chỉ cần gã đánh trả, sáu con dao găm kia sẽ lập tức cắt đứt cổ họng các huynh đệ gã. Từ trọng hoa thoáng mạc nhiên kiếm khí, tuy trên tay không có kiếm, nhưng mỗi lần hoác triển bạch xuất thủ, lại có một luồng kiếm khí vô hình vô ảnh xé gió đầy bật thanh bạch hồng kiếm của y ra xa. Kiếm thuật của người này sau 8 năm đã tiến bộ tới cảnh giới đó rồi sao? Ánh mắt đỏ rực lên vì ghen ghét, nhưng họ từ không hề nôn nóng hạ sát kẻ tử địch truyền kiếp, mà chỉ chậm chậm từng bước một bước lại gần, trường kiếm mấy lần lướt trên tay chân hoắc triển bạch, để lại những vết thương nông sâu khác nhau. Xoạt chiêu kiếm của đối phương đâm thẳng vào giữa hai chân mày, hoắc triển bạch không kịp tránh né, đành giơ tay lên liều tiếp lấy. Đầu mũi kiếm lướt qua cổ tay trái của gã, cắt thành một vết thương dài thượt. Ha ha ha, mùi máu tanh làm từ trọng hoa không thể khắc chế bản thân cười lên sằng sặc, hoắc thất, năm xưa ngươi phế của ta một cánh tay, hôm nay ta sẽ chặt đứt hai tay hai chân của ngươi. Dù là thần yêu của dược sư cốc cũng không cứu nổi ngươi đâu. Dược sư cốc, đứng trên đường biên sinh tử, nhưng gã chợt thoáng ngây người. Đợi ta trở về, sẽ cùng cô đoán quyền đấu rượu. Lẽ nào, ta không thể trở về được nữa sao? ý nghĩ này vừa nảy sinh trong óc, một luồng cổ sức mạnh cầu sinh bỗng nhiên chảy khắp toàn than gã. bộ pháp hoác triển bạch lập tức biến đổi, than hình truyền thủ thành công. đầu món tay bắn ra những luồng kiếm khí mãnh liệt, mỗi chiêu xuất ra đều hết sức quyết đoán. từ trọng hoa không kịp phòng bị, nhất thời rối loạn cả tiết tấu tấn công. kỳ lạ gắt là đám sát thủ tu la trường lại không lập tức tràn lên giúp y mà chỉ đứng bảng quan như đã được thủ lĩnh ngầm cho phép hoác triển bạch tuy không có kiếm nhưng kiếm do tâm sinh vẫn tung hoành ngang dọc thậm chí mãnh liệt lợi hại hơn cả lúc có mặc hồn kiếm trong tay trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu gã liếc thấy một kẽ hở tay phải liền điểm ra như điện chớp gảy đúng vào lưỡi bạch hồng kiếm chỉ nghe đinh một tiếng danh kiếm bạch hồng gãy ra làm đôi Đồng mắt thấy ngón tay đối phương sắp điểm tới cổ họng mình, Từ Trọng Hoa biết rõ không thể chống lại, vội bột miệng kêu lên, "Giúp ta." Được, đôi mắt kia bỗng nhiên mở bừng ra, gọn ghẽ buông một tiếng. Không ai nhìn rõ Đồng đứng dậy thế nào, chỉ chớp mắt một cái, hắn dường như đã biến mất trong không gian. Một sát na sau đó, hắn đã xuất hiện bên cạnh hai người. Tất cả kết thúc ở đây được rồi lưỡi kiếm đỏ sẫm lòi ra trước ngực từ trọng hoa, xuyên qua tâm thất. Lịch huyết kiếm, đồng, trong khoảnh khắc ấy, hai người cùng lúc kinh hãi kêu lên. Hoác triển bạch nhìn thấy mũi kiếm ló ra trên cơ thể từ trọng hoa, vội thất kinh nhảy lui ra về phía sau một bước. Tại sao, chiếc mặt nạ đồng xanh rơi xuống, để lộ gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, từ trọng hoa cơ hồ không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn mũi kiếm ló ra trên ngực, lẩm bẩm hỏi, đồng, chúng ta đã nói rồi. Đã nói rồi, dù nghĩ thế nào y cũng không sao thông được, với tính cách của đồng, có thứ gì lại khiến hắn đột nhiên lật lọng như vậy. Ta chỉ nói ngươi thoải mái động thủ chứ có nói ta sẽ không giết ngươi đâu. Lặng lẽ lướt tới sau lưng đâm thủng ngực minh hữu, đồng chậm rãi rút kiếm, nét mặt không chút cảm xúc. Ngươi, từ trọng hoa nghiến răng kèn kẹt, nét mặt điên cuồng như ác quỷ. Đồng vặn thanh kiếm một vòng trong tâm thất, cắt đứt lời nói cuối cùng của đối phương theo thói quen, rồi rút thanh kiếm dì máu ra, nhẹ nhàng chùi lên thân thể người chết, cặp mắt yêu tả sáng rực lên, muốn biết nguyên nhân hả? Đơn giản lắm, dù là người như ta, cũng có lúc thích sạch sẽ ta thực sự không muốn kết minh với một kẻ như ngươi. Tấm mặt nạ đồng xanh rơi sang một bên, cặp mắt mờ chừng chừng trợn lên, cuối cùng cũng tắt hơi thở. Mọi chuyện biến đổi chỉ trong chớp mắt. Hoắc Triển Bạch chỉ kịp nhân lúc ấy phóng tới bên cạnh vị phong hành, giải khai huyệt đạo cho y, rồi cùng đứng áp lưng vào nhau, sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Đám sát thủ tu la trường đó vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, tỏa ra một áp lực không thể miêu tả bằng lời. Được rồi, mọi chuyện đại khái cũng kết thúc cả rồi. Đồng ngừng đầu lên nhìn Hoắc Triển Bạch, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, các ngươi tưởng đã sắp xếp được nội ứng, nhân lúc bản giáo đại loạn ngũ minh tử chết hết, ta lại trúng độc trong mục, lần này đến là ăn chắc sao? Hán nói rất chậm rãi, nói một câu, lại chùi kiếm trên thi thể một lượt, đến khi lịch huyết kiếm sạch bóng như mới. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ai biết được ta đã trúng độc thất tinh hải đường mà vẫn sống sót chứ? Ai ngờ được diệu không cũng có long bội phản đỉnh kiếm các. Đồng điềm đạm nói tiếp, tới đây, hắn đột nhiên bật cười gằn, lần này chỉ sợ thất kiếm có đi mà không có về. Hoác triển bạch không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương gã biết toàn bộ những gì kẻ này nói đều là sự thật. Vậy nên chỉ im lặng bắt kiếm quyết, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Muốn cứu đám bằng hữu này của ngươi không? Lau sạch lưỡi kiếm, đồng xoay mũi kiếm chỉ vào cổ họng chu hành chi, nhìn hoác triển bạch cười lạnh, đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể thả bọn chúng đi. Mặc kệ hắn, Chu hành chi tính nóng như lửa, phẫn nộ gầm lên, võ công bọn đệ đã bị phế rồi. Cứu về cũng như không, lời còn chưa dứt. Một kích nặng nề đã đập xuống gáy, làm y hôn mê bất tình. Kẻ thất bại không có quyền lựa chọn vận mệnh. Đồng cười khẩy quay người lại, nhìn chằm chằm vào hoắc triển bạch, hoắc thất. Ta biết ngươi vẫn còn sức liều mạng, ít nhất cũng giết được hơn nửa số thủ hạ của ta. Nhưng, đồng thời, người cũng phải để mặc lại núi côn luân này hoác triển bạch trầm mặc trầm mặc có nghĩa là ngầm thừa nhận cá chết lưới rách hà tất phải như vậy hắn chậm rãi nói từng chữ một chúng ta sao không định ra một minh ước điều kiện rất đơn giản ta để ngươi đưa bọn chúng về nhưng trong năm năm người của đỉnh kiếm các không được ra khỏi nhạn môn quan trung nguyên và tây vực nước sông không phạm nước giếng hoác triển bạch và sáu người còn lại đều thoáng ngẩn ra đích thực là một điều kiện rất đơn giản, nhưng đối phương đang chiếm thượng phong, đột nhiên đưa ra đề nghị hòa giải, thất khiến người ta khó mà hiểu nổi. Nguyên nhân ta làm vậy là vì hiện giờ ta không muốn giết ngươi, như đó ẩn ra được mối nghi hoặc trong lòng đối phương, đồng cười phá lên, ném lịch huyết kiếm đi, ngồi xuống chiếc giường nhỏ, đừng hỏi ta tại sao bởi vì ngươi không đó ẩn được đâu. Ta chỉ hỏi ngươi, có đồng ý định ước không? hoặc triển bạch trầm ngâm dây lát, ánh mắt vừa tiếp xúc với sáu người còn lại, liền có ngay đáp án sự tình đã đến nước này, cũng chỉ có cách tạm thời đáp ứng hắn mà thôi. Được, gã đưa tay kích trưởng lập thệ với đồng, trong năm năm, người của đỉnh kiếm các sẽ không ra khỏi nhạn môn quan. Đồng rụt tay lại, cười cười lên tiếng, nếu có thành ý, lúc lập ước cũng nên nhìn vào mắt đối phương mới phải chứ. Nhìn vào mắt hắn, người của đỉnh kiếm các đều thầm kinh hã, đồng thuật nhưng hoác triển bạch lại thản nhiên ngừng lên, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào cặp mắt yêu dị kia. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt màu lam nhạt quái dị ấy lấp lo ăn thần quang, sâu mà tà dị, nhìn không thấy đáy, song cũng không có gì dị thường xảy ra cả. Được rồi, nhìn hoác triển bạch dây lát, đồng bỗng cười lớn, phất tay áo quay người đi, các ngươi có thể đi được rồi. Hắn vỗ nhẹ tay lên vách tường, tuyết ngục chợt chấn động, ánh đèn lần lượt tắt ngóm, bảy thanh kiếm ghim trên sàn ngành cơ hồ bị một luồng sức mạnh ép ra, trong nháy mắt đã rơi cả xuống đất, xếp hàng ngay ngắn trước mặt bảy người. Cáo Tử, hoác triển bạch giải khai huyệt đảo cho các huynh đệ, rồi cầm kiếm lui ra. Đồng ngồi xuống, thân thể hòa lẫn vào bóng tối, hắn không ngoảnh lại nhìn như sợ chỉ cần quay đầu, bản thân sẽ bị dao đồng. Thả hổ về rừng, hắn biết rõ mình đã làm một chuyện đáng lẽ không nên làm, bỏ qua cơ hội tốt để một lần hủy đi sinh lực của võ lâm trung nguyên song đích thực là hắn không muốn giết hoắc triển bạch không chỉ vì gã căm ghét rượu không không chỉ vì rượu không nhiều năm nay đã thăm dò được không ít bí mật của đại quang minh cung quyết không thể giữ lại càng không thể để y trở thành chủ nhân của võ lâm trung nguyên cũng không chỉ vì liên tiếp sử dụng đồng thuật với sáu nhất liêu cao thủ làm sức mạnh tinh thần của hắn cạn kiệt không còn nắm chắc phần thắng Nguyên nhân cuối cùng, cũng là nguyên nhân ẩn mật nhất, chính là vì gã là bằng hữu của người ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở dược sư cốc đó, hắn đã nhìn ra giữa gã và người ấy có mối giao tình sâu đậm như nào. Nếu hắn giết hoác triển bạch ở đây, nàng nhất định sẽ nhìn hắn với ánh mắt trách móc. Tâm hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình lặng trở lại, vậy nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng nổi ánh mắt ấy lời nói cuối cùng của nàng còn văng vẳng bên tai hơi thở ấm áp của nàng phảng phất như vẫn còn phả vào mặt vào mắt thế nhưng nàng đã không thể nào quay lại được nữa sau khi thân thể hết tê cứng hai mắt phục hồi ánh sáng hắn đã điên cuồng lao đi tìm kiếm tông tích nàng nhưng tin tức mà hắn nghe được chỉ là hôm trước nàng lên lạc viên trên đỉnh núi trị bệnh cho giáo vương sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì cả tòa đại điện trên đó đổ sập xuống trong nháy mắt hắn đứng trên cây cầu bách ngọc gãy nát ngây người nhìn lên đỉnh núi, nhưng trong lòng thì hiểu rõ mọi chuyện xưa giờ đã thành ảo mộng. Tất cả đã bay đi như bụi, tan đi như khói. Đợi thất kiếm của đỉnh kiếm các bỏ đi, đồng nhắm mắt lại, khẽ xua tay, những bóng đen kia liền nhất lọ ớt khom người, kéo thi thể rượu không ra ngò ai. Trong tuyết ngục giờ chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở nơi tối tăm nhất, bàn tay chầm chậm, chậm vuốt nhẹ lên đôi mắt vừa phục hồi ánh sáng của mình khi hắn có thể mở mắt ra trước mắt chỉ còn lại một thế giới trống rỗng và lạnh lẽo tuyết ngục lặng lẽ như tờ nếu không lạc đường giờ có lẽ đã tới được ô lý nhã tô đài rồi diệu phong ôm nữ tử đang say ngủ điên cuồng lao đi hoa tuyết vương đầy lên mái tóc xanh hướng bắc hướng bắc hướng bắc cuồng phong không ngừng cuồn cuộn ập tới Trời đất trước mắt y chỉ trắng toát một màu, trải dài vô tận nhợt nhạt mà hoang lương, hệt như cuộc đời y hơn hai mươi nay vậy. Y không tìm được đường tới ô lý nhã tô đài, mấy lần vấp ngã rồi lại loạn trọn đứng lên. Cho dù là vậy, Thủy Trung U vẫn không dám rời cánh tay ra khỏi lưng nàng, không dám để chân khí truyền vào bị đứt đạo ẩn dù chỉ trong khoảng khắc. Gió tuyết cuồng bạo cơ hồ khiến y tê liệt diệu phong loảng choảng chạy trên vùng tuyết trắng mênh mông gần ô lý nhã tô đài, gió thổi vù vù bên tai, lệ nơi khóe mắt từ từ kết thành băng. Y nhớ lại cái đêm hai mươi mấy năm về trước, một đứa trẻ năm tuổi cũng từng bất chấp tất cả mà chạy tục mạng thế này. Chỉ chớp mắt mà đã hơn hai mươi năm. Quác, quác, bỗng nhiên, trên không trung có tiếng chim kêu. Y ngẩng đầu lên trong vô thức, nhìn thấy một con diều hâu trắng như tuyết đang đảo lượn trên cao bay về phía y, miệng không ngừng kêu lên những tiếng bi thương thê thiết. Kỳ lạ thật, trên cánh đồng băng giá này, sao lại có giống tuyết điêu này bay lượn chứ? Y ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, đây là chim do người nuôi, nó đã xuất hiện ở đây, vậy thì chủ nhân của nó chắc cũng cách nơi này không xa lắm. Hiểu được con linh điểu đang gọi mình đi theo, Diệu Phong cuối cùng cũng đứng hẳng người dậy, lảo đảo chạy theo cánh chim trắng muốt. Đoạn đường ấy phảnh phất như một giấc mộng trời đất trắng toát một màu, thời không cơ hồ đông kết lại trong khoảnh khắc ấy. Y ôm chặt nữ tử đang say ngủ chạy trên đồng tuyết trắng xóa, hai mắt hoa lên, thân thể khô kiệt, đôi tay từ từ đông cứng lại trong gió lạnh, tuyết phủ mờ cả quá khứ lẫn tương lai. Chỉ có tiếng kêu thê lương của Bạch Điêu vang vẳng trên cao dẫn đường cho y tiến về phía trước. Nếu như nói trên thế gian này thật sự có thời gian dừng lại, vậy thì đây chính là thời khắc ấy trên quãng đường ngắn ngủi đó, tình cảm dồn nén cả đời y đều bùng cháy trọn vẹn. Sau này, trong vô số đêm tuyết, y thường nằm mơ thấy cảnh tượng hệt như vậy, bầu trời xám xịt, thiên địa vô tình, cảm giác tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm ấy khiến y hết lần này đến lần khác giật mình sực tỉnh giữa đêm thâu, rồi đành ngồi dậy khoác áo, không thể nào ngủ tiếc. Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi. Ô lý nhã tô đài. Chập tối người phục vụ ở dịch trạm đang sắp xếp cho lữ khách dùng bữa chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng động kế đó một con bạch điêu lao vút vào trong y kinh hãi đến suýt chút nữa thì làm rơi cả đồ ăn trên tay con bạch điêu bay vào qua cửa sổ đảo lượn mấy vòng rồi đậu xuống vai một vị lữ khách đập cánh phành phạch rũ đi những bông tuyết đậu trên mình kêu lên những tiếng thê thiết lúc ngắn lúc dài tuyết nhi sao vậy lữ khách kia khẽ giật mình thấp giọng hỏi ngươi bay đi đâu vậy? Giọng nói này dịu dàng mà thanh lệ, là chất giọng của một nữ tử, làm người phục vụ không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Nhưng không đợi y nhìn rõ xem lữ khách kia là nam hay nữ, tấm màn dày che ngoái cửa đã bị gạt phát ra, một cơn gió lạnh ùa vào một thân hình loạn choang. Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt đượm vẻ phong trần, dường như mới bôn ba một chặng đường dài tới đây, khắp người y vương đầy tuyết chúng nhân thấp thoáng nhìn thấy y đang ôm trong lòng một người khác, người đó được quấn chặt trong tấm áo khoác lông ly miêu dày sự, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ có một cánh tay trắng nhợt rũ ra bên ngoài. Có đại phu không? Y thở hồn hền dừng lại, lớn tiếng hỏi bằng một giọng hết sức đáng sợ, ở đây có đại phu không? Y vừa ngừng đầu lên, tất cả mọi người có mặt trong dịch trạm đều giật mình đánh thót. Màu xanh lam, mái tóc màu xanh lam người phục vụ dịch chạm chợt cảm thấy quen quen, người này chẳng phải không lâu trước vừa mới đi qua ô lý nhã tô đài, còn thuê xe ngựa đi về phía tây hay sao? Vị khách quan này, ngài, người phục vụ ngần ngừ bước tới lên tiếng chào hỏi. Đại phu, y chưa kịp nói hết câu, cổ áo đã bị người kia ghi chặt, nói mau, ở đây có đại phu không? Đối phương chỉ khẽ cất một tay đã nhẹ nhàng nhấc bổng người phục vụ lên không, gần giọng tra vấn kẻ đáng thương kia chỉ biết ra sức vùng vẫy tay chân trên không mà không nói được tiếng nào. Những lữ khách quanh đó thấy người mới vào mắt lộ hung quang, ai nấy đều sợ đến đờ người, run rẩy như ve sầu mùa lạnh. Thả người ra, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ta là đại phu. Tuyết diêu cũng kêu lên một tiếng như để phụ hỏa, rồi bay vù lên. Lữ khách kia bước ra khỏi đám người là một nữ tử áo trắng tuổi tầm trên 30 đầu dung cham mọc tím búi theo kiểu lưu vân thường thấy ở phụ nữ phương Nam, nhan sắc thanh lệ, khí chất cao quý, bên mình ẩn theo hai thị nữ, cả ba người đều lấm lem bụi đường, rõ ràng cũng đã bôn ba một chặng đường dài mới tới được ô lý nhã tô đài này. Nữ tử lộ diện bên ngoài xưa nay vốn đã hiếm, thông thường quá nữa đều là nhân sĩ giang hồ. Nhưng lạ một điều là người ta hoàn toàn không phát hiện ra nàng có vẻ gì là biết võ công cả nàng gạt đám người phía trước chậm rãi bước tới, ra hiệu cho y buông người phục vụ tội nghiệp kia xuống, để ta xem nào. Cô, y ngoảnh mặt nhìn nàng, do dự hỏi, cô là đại phu sao? Đương nhiên, ánh mắt nữ tử kia hiện lên thần sắc kiêu ngạo, xòe chiếc ngọc bội trên tay cho y nhìn, khẩu khí mạnh mẽ, cơ hồ không để người phản bác. Ta là đại phu giỏi nhất ngươi có bệnh nhân cần cứu chị à? Diệu phong ngờ người, hoa văn lan thảo và tường vân Dên ngọc bội, cơ hồ rất quen mắt. Đại phu giỏi nhất, y cơ hồ mừng rỡ đến phát cuồng vậy thì, nàng được cứu rồi. Vậy mau xem giúp nàng đi, y không kịp nghĩ ngợi, đã vội vàng xoay người, mau xem giúp nàng. Nữ tử kia im lặng gật đầu, bước tới. Trên chiếc áo ly miêu vẫn còn vương tuyết chưa tan hết, nàng nhìn không rõ gương mặt bệnh nhân đang rúc sâu vào áo. Nhưng bàn tay lộ ra ngò ai gió tuyết, lại vẫn ấm áp một cách bất ngờ ánh mắt nàng đột nhiên biến đổi, móng tay của bệnh nhân, không ngờ lại ánh lên sắc xanh quái gì. Bệnh chứng này, bệnh chứng này, nàng vội vàng đưa tay bắt mạch, vừa đặt lên cổ tay người bệnh, sắc mặt nữ đại phu đã tái nhợt đi. Đây, đây, nàng thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Đại phu, mau xem giúp nàng, Diệu Phong nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng, cũng cảm nhận được điều gì đó bất tường, cầu xin cô đấy nhìn ánh mắt cuồng loạn của đối phương, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại một bước, lẩm bẩm nói, ta không cứu nổi. Gì hả, Diệu Phong giật bắn mình, ngừng phát đầu lên, chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt khẩn cầu đã chuyển thành sát khí cuồn cuộn, nhiếm răng gằn giọng nói từng chữ một, ngươi, ngươi nói gì hả? Ngươi thấy chết mà không cứu sao? Không ai nhìn rõ y rút kiếm thế nào, trong tiếng kêu kinh hãi của chúng nhân, thanh kiếm thép xanh kia đã chỉ vào cổ họng nữ đại phu. Thấy chết không cứu, nữ tử kia nhìn y, ánh mắt đượm vẻ cảm thông, phải. Cô nương ấy chết rồi, vì vậy ta không cứu. Nàng ấy chúng phải thất tinh hải đường, đã chết được hai canh giờ rồi. Nữ đại phu cúi người đặt cánh tay rũ ra ngoài vào lại trong áo cánh tay nhợt nhạt ấy vẫn còn rất ấm, rất mềm mại, nhất định là dọc đường các hạ không hề ngừng truyền chân khí vào cơ thể nàng vì vậy thi thể vẫn còn ấm áp như người sống. Thực ra, nàng không nhẫn tâm nói tiếp. Thực ra, từ lúc các hạ ôm nàng chạy trên đồng tuyết, nàng đã chết rồi. Thanh trường kiếm bỗng rơi tuột khỏi tay, cắm thẳng xuống đất, phát ra tiếng kêu chói tai của sắt thép và đá xanh. Người trong dịch trạm đều run bắn người, nhưng không ai dám mở miệng nói câu nào. Không gian trầm mặc không một tiếng đồng. Diệu Phong muốn nhìn nữ tử trong lòng, nhưng không hiểu vì sao lại thấy hết sức sợ hãi, sợ hãi đến nỗi không dám cúi đầu nói bầy y đột nhiên nổi cơn cuồng nổ, cho dù là thất tinh hải đường cũng không phát tác nhanh đến vậy người nói bầy không phải thất tinh hải đường ánh mắt nữ đại phu lộ vẻ bi thương vô hạn thở dài một tiếng các hạ thử nhìn huyệt liêm tuyền trên cổ họng nàng xem diệu phong ngây người hồi lâu ánh mắt từ cuồng nổ chuyển hành hoảng hốt hoang mang cuối cùng dường như cũng hạ được quyết tâm, đặt người đang ôm trong lòng xuống đất, cánh tay run run mở tấm áo choàng long cáo bọc chặt người nàng. Tấm áo vừa mở ra, gương mặt nữ tử kia cuối cùng cũng hiện lên trước mặt chúng nhân, xanh sao nhưng bình thản, cơ hồ nàng chỉ đang say ngủ vậy. Xong, bỗng đầu lại có một mũi kim vàng cắm sâu nơi cổ họng nàng. Ôi ra, các lữ khách quanh đó đều lêu lên một tiếng kinh hãi, nhất lọ ớt lui lại một bước khoảnh khắc ấy, tuyết diêu bỗng nhiên đập mạnh đôi cánh, phát ra một tiếng kêu xé lòng. Nhìn điểm đỏ trên cổ nàng, toàn thân diệu phong như đông cứng lại, không thể cầm cự được, hai gối mềm nhũn, chậm chậm quỳ xuống mặt đất băng lạnh, úp tay che mặt, không kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở. Tại sao, y vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm nói một mình, giơ bàn tay lên, phảnh phất như muốn xác định cảnh tượng trước mắt là thực sự hai tay run rẩy đến không thể điều khiển nổi, tại sao? Y bất chấp tất cả để mang về sinh mệnh cho nàng, tại sao nàng lại tự mình kết thúc? Tại sao? Nàng ấy chúng phải thất tinh hải đường, bảy ngày sau sẽ mất đi thần trí ta nghĩ nàng không muốn mình có kết cục ấy. Nữ đại phu thở dài một tiếng, bước tới cuối người xem xét vết thương, nhất định nàng là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo. Có điều các hạ cũng không cần đau khổ quá một châm này đâm thẳng vào huyệt Liêm Tuyền, cực chuẩn lại cực sâu, lúc nàng ấy ra đi chắc cũng không chịu quá nhiều đau khổ đâu. Nữ đại phu nhìn vết thương nơi cổ họng, tiếp tục an ủi, nhưng khi ánh mắt nàng vừa rời khỏi vết thương trên cổ tử thi, giọng nói liền lập tức nghẹn lại, đây, đây là. Nàng đột nhiên bổ tới như người điên, gạt mái tóc dài phủ lòa xòa trên mặt người bệnh, cẩn thận quan sát. Trời ơi, Diệu Phong chợt nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng, chấn kinh mà hoảng hốt. Y ngừng đầu len heo phản xạ, thì thấy nữ đại phu kia đang nhìn chăm chăm vào nữ tử trong lòng mình, nét mặt hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Y muốn lên tiếng nói, song nàng không nói một tiếng nào, chỉ nhìn chòng chọc vào tiết tử giả, rồi bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Ngọc bội trong tay nàng rơi xuống chân y, bên trên khắc một chữ liêu. Khoảnh khắc ấy, Diệu Phong mới sực nhớ ra hoa văn này, chẳng phải chính là huy hiệu khắc trên hồi thiên lệnh hay sao? Nữ tử họ điêu này, không ngờ lại chính là cốc chủ tiền nhiệm của dược sư cốc, liêu thanh nhiễm. Trời sáng, một đoàn người rời khỏi dịch trạm. Ốc đảo ô lý nhã tô đài sắc liễu xanh xanh, gió cũng dịu dàng ấm áp, hoàn toàn không tàn khốc như đồng tuyết bên ngoài. Diệu phong đánh xe đi xuyên qua qua hàng liễu rủ xanh mướt đó dọc đường vô số lữ khách kinh ngạc trợn mắt lên nhìn am tử áo trắng này không chỉ vì mái tóc dài màu lam kỳ dị của y mà còn bởi âm thanh cực kỳ mỹ diệu phát ra từ cây sao ngắn trên tay y nữa khúc nhạc ấy tan vào màu xanh tươi tốt tịch mịch mà bi thương khi liêu thanh nhiễm tỉnh giấc trong xe ngựa nghe thấy khúc cát sinh này cũng không khỏi thẫn thờ đông tri hạ hạ tri nhật bách tuế tri hậu quy vu kỳ thất nàng ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy đệ tử đang lặng yên nằm trong chiếc áo dày mà say ngủ. "Tiểu giả, tiểu giả, giờ thì không cần đợi cả trăm năm, con đã có thể gặp lại người dưới lớp băng kia rồi. Con có vui không?" Tiếng nhạc như tiếng khóc than, nhưng người thổi thì lại không hề ủ ê buồn thảm, thần sắc điềm đạm lướt qua vô số cành liễu rủ xuống ven đường, phảng phất như y chỉ là một kẻ du lãng xuất hành dưới ánh nắng xuân, còn chân trời kia chính là nơi y chú ngụ không ai nhận ra, y chính là người ôm nữ tử đã chết kia khóc lóc đau đớn trong dịch trạm đêm qua. Trận khóc ấy dường như đã đến tức hạn của tình cảm trong y, chỉ sau một đêm ngắn ngủi, thần sắc của y đã hoàn toàn trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Phải trải qua dày vò rằng xé thế nào, mới có thể khiến bao nhiêu tình cảm vừa manh nha nhú lên trong lòng một con người đã lại đóng băng toàn bộ. Ngây ngây ngẩn ngẩn vì khúc nhạc, khoảng khắc ấy, Liêu Thanh Nhiễm chợt nhận ra bản thân đã thật sự già rồi. Nghe một lúc lâu, nàng mới ra hiệu cho thị nữ vén tấm màn lên, hỏi nam từ trẻ tuổi đang đánh xe, các hạ là ai? Diệu Phong không trả lời câu hỏi của nàng chỉ lặng lẽ thổi tiếp khúc nhạc của mình. Tiểu đồ vì sao mà trúng độc? Tại sao các hạ lại ở cùng với nó? Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, yếu ớt hỏi rời khỏi dược sư cốc đã 8 năm nay, nàng chưa từng gặp lại đồ đệ duy nhất này lấy một lần. Thật không ngờ lần này vừa gặp đã lại âm dương cách biệt đôi đường. Xin các hạ cho biết, bàn tay Liêu Thanh Nhiễm từ từ nắm chặt lại. Rốt cuộc là kẻ nào đã giết đồ nhi của ta? Tiếng tiêu cuối cùng cũng ngừng lại. Diệu Phong bình tĩnh hỏi, tiền bối muốn báo thủ sao? Có phải người của Đại Quang Minh Cung không? Liêu Thanh Nhiễm nghiến răng, cầm chiếc khăn tay sương hồng gửi cho. Vết mực loang lổ trên tấm khăn ấy đã là đáp án không thể biện bạch. Diệu Phong xoay người lại, mỉm cười trong sắc liễu xanh xanh, chiếc áo trắng dưới ánh sáng tươi mát phảng phất như một giấc mộng. Phải, tiết cốc chủ vì hành thích giáo vương mà bị giết, y nói khẽ, giọng nói không bị ảnh hưởng của quá nhiều tình cảm phức tạp mà ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Có điều cuối cùng nàng cũng thành công vì vậy liêu tiền bối không cần báo thù làm gì nữa. Ân Ân oán oán, toàn bộ đã kết thúc trước khi tiền bối tới đây rồi. Còn ta, ta thật sự vô cùng xin lỗi ta không thể bảo vệ tính mạng cho tiết cốc chủ. Giọng nói của y bỗng nhiên run run, hiện lên vẻ đau khổ không thể khắc chế. Liều thanh nhiễm thở dài, không cần tự trách, cậu đã tận lực rồi. Nàng vĩnh viễn không thể nào quên nổi hình ảnh nam tử này ôm một thi thể chạy như điên dại trên đồng tuyết. Nàng không hiểu rõ tiền nhân hậu quả của toàn bộ chuyện này, song nàng biết rất rõ người trước mắt mình đây tuyệt đối không phải là hung thù. Liêu Thanh Nhiễm quay người lại, nhìn nữ tử được bọc trong chiếc áo lông dày đặt trong linh cữu, úp sâu mặt vào hai lòng bàn tay trong tiếng tiêu réo rắt, cố giấu đi ẻ bi thương không thể che đậy nàng, thật sự là một vị sư phụ cực kỳ ích kỷ, cực kỳ vô năng. Độc chất thất tinh hải đường, có thực là cây ếch sáu ong thể giải trừ hay không? Không, là cốc chủ tiền nhiệm của dược sư cốc, nàng biết rõ phương pháp duy nhất để hóa giải thứ kỳ độc này nhưng cho dù nàng có kịp thời gặp được hai người bọn họ cho dù lúc ấy tiểu giả vẫn còn một hơi thở nàng có thật sự không chùn bước mà dùng cánh lấy mạng đổi mạng để cứu ái đồ không 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 nàng không làm nổi bởi vì nàng không muốn chết nàng còn một đứa con đang nằm trong nôi còn Trượng phu yêu thương nàng say đắm nàng muốn nhìn thấy hài từ trưởng thành muốn cùng phu quân răng long tóc bạc, nàng cần phải cảm tạ trời cao đã để nàng gặp hai người họ sau khi tiểu dạ đã chết, chứ không bắt ép nàng phải đưa ra quyết định tàn khốc kia. Tuyết đóng trên áo lông đã dần dần tan chảy, những giọt nước lạnh buốt làm ướt đẫm cả gương mặt xanh sao của người đang say ngủ. Liều thanh nhiễm thẫn thờ nhìn gương mặt ái đồ, chậm chậm đưa tay ra lau sạch nước tuyết trên đó băng lạnh nhường ấy, an tịnh nhường ấy hệt như lúc nàng bế đưa trẻ lên khỏi giòn sông băng lạnh lẽo nhiều năm trước vậy. Bỗng nhiên, nàng cảm giác như có vạn mũi tên cùng xuyên qua trái tim mình. Trong xe có tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn, còn diệu phong bên ngoài chỉ lặng lẽ thổi tiêu, ánh mắt đã không còn mừng vui hay đau khổ, bình lặng như một dòng nước êm ả mùa xuân, chậm chậm thúc ngựa trở về, xuyên qua hang thủy liễu ở ô lý nhã tô đài, tiến vào hoang nguyên khắc tư cần. Ở đó, không lâu trước vừa diễn ra một trận quyết chiến người sống kẻ chết. Ở đó, nàng từng cùng y kề vai huyết chiến, sưởi ấm cho nhau trong màn tuyết trắng lạnh giá đó là sự ấm áp mà cả đời này y chưa từng cảm nhận, cũng không còn cơ hội cảm nhận nữa. Trên cánh đồng tuyết đó, y đã bất ngờ có được thứ cả đời y chưa từng sở hữu, tựa như một tia chớp lóe lên giữa đêm đen vĩnh viễn, tuy chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi. Song lại khiến y lần đầu tiên mở to ra nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Sau khoảnh khắc ấy, tâm trí bị phong bế từ lâu bỗng nhiên sực tỉnh. Nàng đã đánh thức thiếu niên nhã di bấy lâu nay vẫn say ngủ tận sâu thẳm trong đáy lòng y, khiến y không còn chỉ là một thanh kiếm sắc lạnh lẽo nữa. Nhưng rồi, cùng với sự ra đi vội vã của nàng, tất cả đều đã kết thúc. Không thể nào quên, chỉ mong gió tuyết sẽ vùi chôn tất cả. Ngày hôm ấy, người phục vụ ở ô Lý Nhã Tô Đài nhìn thấy cỗ xe ngựa đó chậm chậm ra khỏi thành, đi dọc theo con đường liễu rủ, rồi biến mất trên đồng tuyết khắc tư cần bao la. Thanh niên đánh xe tay cầm một ống tiêu ngắn hình dáng kỳ dị, lặng lẽ thổi đi thổi lại một điệu nhạc u buồn, mái tóc dài màu xanh lam tung bay lên trong gió tuyết. Gương mặt y bình lặng mà như có ánh sáng tỏa lan ra xung quanh, phảng phất như có thứ gì đó đã siêu thoát khỏi thân thể vượt ra khỏi thế gian trần tục này. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng y lưu lại trong mắt thế nhân. Không ai có thể ngờ, trận chiến với Thất kiếm của đỉnh kiếm Các ở đống tuyết Ô Lý Nhã Tô Đài lại chính là chương cuối cùng của cuộc đời y Diệu Phong xứ trong ngũ minh tử của Côn Luân Đại Quang Minh cung, từ ngày hôm nay trở đi, vĩnh viễn biến mất khỏi võ lâm. Giống như xưa nay vẫn tồn tại trong lặng lẽ, y cũng lặng lẽ biến mất tựa một bông hoa tuyết trên cánh đồng mênh mông trắng xóa này. Thất dạ tuyết, thương nguyệt. Chương 16, Kim tịch hà tịch. Mùa xuân hoa nở, hoác triển bạch dẫn đầu đỉnh kiếm các thất kiếm trở về từ Côn Luân Sơn. Tuy đã trải qua một trận chiến thảm liệt, thất kiếm hầu hết đều mang thương tích, tổn thất quá nửa, song Trung Quy cũng mang về được tin tức ma giáo giáo vương đền tội, ngũ minh từ toàn bộ bị tiêu diệt nhất thời, cả Võ Lâm Trung Nguyên đều chấn động, các đại môn phái lần lượt tiếu tít chúc mừng nhau. Năm vị kiếm khách bị thương được đưa tới dược sư cốc, còn Vệ Phong Hành chỉ bị mấy vết thương không đáng ngại, nên đã vội vàng trở về quê nhà Dương Châu. Hoắc Triển Bạch là tù lính của lần hành động này, nên không dễ dàng thoát thân như họ về suốt hai tháng ròng, gã phải cùng Nam Cung lão các chủ của đỉnh kiếm các bận rộn qua lại giữa các môn phái. Hồng điều hòa lại quan hệ vi diệu giữa các môn phái khi giang hồ mới vừa biến động, tạo nên một sự cân bằng mới. Danh vọng của đại đồ dệ thiên sơn phái hoắc triển bạch trên giang hồ cũng đồng thời lên đến đỉnh điểm. Ba tháng sau, khi các việc vụn vặt được giải quyết tương đối ổn thỏa, cuối cùng gã cũng trở về được cửu diệu Sơn Trang ở Lâm An, đón thu Thủy Âm về từ Hạ Phủ, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nàng. Nhưng không ngờ nam công ngôn kỳ lão các chủ chẳng bao lâu sau đã tới, khuất thân bái phòng. Càng khiến gã bất ngờ hơn là vị lão các chủ này lại một lần nữa lên tiếng mời gã tiếp nhiệm chức vị các chủ đỉnh kiếm các. Đó cũng là lần thứ ba trong 8 năm ông đưa ra đề nghị này. Nhưng điều khác biệt là, lần này, lão nhân đã gần như là thỉnh cầu gã. Tiểu hoắc coi như lão khiếu cầu khẩn ngươi, nhận lấy gánh nặng này đi nam cung mạch con ta bất tài, không người kế tục, nếu ngươi không đứng ra gánh vác, ta biết phải phó thác cho ai đây. Nam công lão các chủ thở dài với gã, sắc mặt tiểu tụy. Ta sắp phải đi trị liệu bệnh tim rồi, nếu không chỉ sợ không sống nổi qua mùa đông này. Hoác triển bạch từ đầu vẫn đầy đầy chối từ giật mình kinh hãi, gì ạ? À? Nam công lão các chủ tung hoàng giang hồ mấy chục năm, tu vi nội ngoại đều đã đạt tới cảnh giới tuyệt cao thật không ngờ lại bị ác bệnh ẩn tàng trong cơ thể đã nhiều năm nay. Thời trẻ liều mạng quá, đến già thì phải chịu khổ thôi. Hết cách rồi, Nam Cung lão các chủ lắc đầu thở dài, giờ đây ma cung tạm thời yên hơi lặng tiếng, Bái Nguyệt giáo cũng không khiêu khích nữa, coi như ta cũng biết chọn đúng thời điểm mà thoái xuất. Nhưng đỉnh kiếm các con một ngày không chủ, ta đây có chết cũng không thể nhắm mắt được đâu. Hoác Triển Bạch cúi đầu trầm mặc. Nam Cung lão các chủ là ân nhân của gã, nhiều năm nay luôn chiếu cố tài bồi là một hậu bối có năng lực tương xứng, gã thật sự không nên, mà cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của lão nhân này. Nhưng, gã chợt nghiêng đầu ngó vào bên trong một cách vô thức. Sau tấm bình phong, Thu Thủy Âm vừa mới uống thuốc, vẫn đang say trong giấc ngủ đơn thuốc của lưu Cốc Chủ rất có hiệu quả, giờ bệnh của nàng đã thuyên giảm rất nhiều, tuy thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo, vẫn si si dại dại. Nhưng đã không còn khóc khóc, cười cười coi mỗi người đến gần nàng đều là hung thủ hại chết con mình như hồi đầu nữa. Ta hiểu tâm sự của ngươi, ngươi sợ làm các chủ rồi vẫn chiêu cố cho từ phu nhân sẽ bị người trong giang hồ nghị luận phải không? Cơ hồ hiểu rõ nỗi niềm của gã, Nam công lão các chủ lên tiếng trước, thực ra chuyện của các người ta sớm đã biết từ lâu rồi, nhưng năm ấy. Ôi, giờ từ Trọng Hoa cũng coi như đã đền tội, chi bằng để ta làm mai liễu kết khoản nợ tình nhiều năm nay đi cho rồi không hoác triển bạch thất kinh buột miệng thốt lên không cần lo nghĩ nam công lão các chủ ngỡ gã lại thoái thác nghiêm giọng nói có ta ra mặt thử hỏi còn ai dám nói gì nữa không không cần đâu gã vẫn chỉ lắc đầu ngữ điệu từ từ trầm xuống toát lên một vẻ mệt mỏi vô cùng thế nhân đều biết gã là kẻ si tình mười mấy năm nay đều ôm mối tình sâu đậm với Thu Thủy Âm, tuy rằng người xưa đã xuất giá, song Thủy Trung vẫn không oán không hận, nhưng có ai biết được từ lâu gã đã mệt mỏi chán trường, âm thầm chuyển dịch tâm tư. Thời gian như nước cuốn trôi đi sự si cuồng của thời niên thiếu, gã vẫn tận tâm tận lực chăm sóc người thương thuở trước, song trái tim thì đã không còn tình yêu cuồng nhiệt khi xưa nữa rồi. Người vì chuyện này mà uổng mất danh bao năm lẽ nào lại không muốn sớm ngày đạt thành chính quả? Bình thường thì tiêu sái ung dung, sao đến khi gặp chuyện lại ngượng ngùng e lê? Nam cung lão các chủ ngồi bên cạnh không rõ nội tình, còn hảo tâm khuyên giải thêm mấy câu. Lão hơi ngạc nhiên trước vẻ lãnh đảm của đối phương, nét mặt bỗng chuyển thành nghiêm khắc, lẽ nào? Người tị hiềm nàng ngươi cảm thấy nàng đã gả cho người ta, lại sinh một đứa con, giờ còn mắc thứ bệnh đó, không xứng với võ lâm minh chỉ như người có phải không? Đương nhiên không phải, ôi, có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, hoặc triển bạch chỉ đành cười khổ xua tay. Chuyện kế nhiệm triển bạch đáp ứng nhưng còn chuyện này thì tạm thời đừng nhắc đến. Đợi bệnh của tu thủy khỏi rồi tính sau vậy. Nam cung lão các chủ thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà lên, vậy thì ta cũng có thể đến dược sư cốc trị bệnh sớm hơn một chút rồi. Nhắc đến dược sư cốc, khóe mắt hoắc triển bạch không giấu nổi nét cười phải tiết cốc chủ y thuật tuyệt đỉnh nhất định sẽ trị được bệnh cho lão các chủ chỉ có điều nữ nhân đó thật rất đanh đá không biết lão các chủ có chịu được không mai trắng trong cốc cũng sắp tàn cả rồi chăng chỉ mong bệnh của tu thủy sớm ngày bình phục để gã có thể yên tâm đến dược sư cốc phó ước cùng nàng không để ý tới vẻ mặt nhanh chóng trở nên ấm áp của gã nam cung lão các chủ chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà thở nhẹ một tiếng nghe nói tiết cốc chủ mới qua đời, giờ chấp trưởng dược sư cốc là tiền nhiệm cốc chủ liêu thanh nhiễm rồi cũng không biết bao nhiêu năm nay nàng ta ẩn cư ở đâu, đồ nhi mới chết, đã đột nhiên trở về, nghe đồn còn dắt theo một đồ đệ mới nhận nữa. Lão vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên giật mình ngạc nhiên, tiểu hoắc. Người làm sao vậy? Hoác triển bạch như bị trúng tà, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt đến giận người gã nhìn chòng chọc vào nam cung ngôn kỳ đôi mắt sáng rực lên như loài yêu quỷ người người vừa nói gì người nói gì tiết tiết cốc chủ từ dạ nàng nàng làm sao đến câu cuối cùng giọng gã đã gần như hét lên sắc mặt trắng bệch xông thẳng tới cơ hồ muốn bóp chặt cổ họng của lão nhân đối diện nam cung lão các chủ ngây người điểm chân lướt về phía sau như ánh chớp đồng thời hất chén trà trong tay đi tiên nước hóa thành một đường vòng cung bắn tới huyệt khúc trì của đối phương. Cơn đau nhói cuối cùng cũng làm kẻ đang kích động đến điên cuồng ấy phần nào tỉnh táo lại. Nàng, nàng, hoắc triển bạch sững người ra đó, lầm bẩm một mình, nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi câu mà gã muốn hỏi nhất. Phải, tiết cốc chủ đã qua đời một tháng trước, nhìn thấy gã trong tình trạng này, nam cung lão các chủ ít nhiều cũng hiểu được phần nào. Lão thở dài một tiếng nói tiếp, không hiểu vì sao, một nữ tử yếu tay mềm sức chói gà không chặt ấy lại dám một mình đi hành thích giáo vương. Tiểu hoắc người không biết sao, đại khái trước khi các ngươi đến côn luân độ một ngày, nàng đã động thủ ám sát giáo vương rồi. Thật không ngờ, nữ nhân ấy đã liều cả mạng mình, không ngờ thành công thật. Hoác triển bạch lào đảo lùi lại, ủ rũ ngồi phịch xuống đất, toàn thân băng lạnh. Thì ra là vậy, thì ra là vậy chẳng trách lúc bọn gã xông vào Đại Quang Minh cung không thấy Giáo Vương đâu gã còn ngỡ rằng vì đồng tạo phản nên Giáo Vương bị trọng thương mà không thể xuất chiến, thì ra là nàng đã hành thích lão. Đúng vào một ngày trước khi gã đến Côn Luân Sơn, nàng đã động thủ trước một bước. Tại sao nàng không đợi gã? Tại sao không đợi thêm một ngày nữa thôi? Gã hiểu rõ nàng là một cô nương quyết đoán mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng nổi, nữ tử bệnh tật yếu đuối này lại một thân một mình lấy mạc đổi mạc mà khiêu chiến tên ma đầu mạnh nhất thiên hạ kia. Chuyện mà bao nhiêu năm nay cả võ lâm dốc hết sức lực cũng chưa từng làm nổi. Gã mệt mỏi gục đầu xuống, bàn tay lạnh bút chống đỡ vầng trán nóng bừng, cảm giác lồng ngực đau đớn cơ hồ muốn nghẹn thở. Vậy thì, sau khi hành thích giáo vương, nàng đã đi đâu? Ngày hôm sau gã không thấy tung tích nàng trong đại quang minh cung, làm sao nàng có thể rời khỏi nơi ấy? Bỗng nhiên Hoắc Triển Bạch chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ trên đường hẹp với Diệu Phong ở Đồng Tuyết, Ô Lý Mã Tô Đài người không rõ mặt nằm trong lòng y lộ ra một cánh tay trắng nhợt khỏi tấm áo khoác lông dày sụ, phảng phất như đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó trong không khí. Sắc mặt gã bỗng nhiên tái đi. Thì ra, đó chính là nàng, đó chính là nàng sao? Lúc ấy gã chỉ cách nàng có một đường tơ, vậy mà lại để gần như trong gang tấc mà biển trời cách mặt, mãi không tương phùng mãi mãi không tương phùng. Giờ khắc ấy, đau khổ và bi thương ập về như bài sơn đảo hải hoàn toàn nhấn chìm gã. Hoác triển bạch vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hai vai run lên dữ dội, gắng gượng kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng cuối cùng cũng không thể nào che giấu, trong chớp mắt đã nức nở hòa lên. Nam công lão các chủ đứng cạnh đó, tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm nay lão nhìn thấy người trẻ tuổi này thất thái như vậy. A, à, bệnh nhân sau tấm bình phong giật mình tỉnh giấc, mơ màng bước ra, nhìn nam nhân đang vùi đầu khóc nức nở ấy, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc lạ kỳ. Nàng nín thở lặng lẽ nhìn gã một lúc lâu, phảng phất như đang nhìn một đứa trẻ đang khóc nghẹn ngào, bỗng nhiên trên gương mặt nở ra một nụ cười hiền dịu, trái ngược hẳn với vẻ gắt gỏng thường này. Chỉ thấy nàng bước tới chìa tay ra, ôm người đang khóc thút thít ấy vào lòng. Nàng khẽ vỗ nhẹ lên lưng gã dù gì thì thầm, ngoan nào. Mạt Nhi đừng khóc, Mạt Nhi đừng khóc, mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt Mạt Nhi của mẹ đâu. Đừng khóc mà. Nàng lấy khăn tay, dịu dàng lau nước mắt trên khóe mắt gã, thủy mị mà điềm đạm, tựa như một người mẹ đang chăm sóc con yêu của mình vậy. Bị thương chỉ bùng nổ lên trong nháy mắt, rồi biến thành trầm mặc vĩnh cửu. Hoác triển bạch ngơ ngác ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nữ tử lần đầu tiên tỏ ra thân mật với mình như vậy trong bao năm dòng, gương mặt nở ra một nụ cười chua chát. Thu thủy, gã lẩm bẩm thở dài, nàng chỉ mỉm cười nhu thuận. Thì ra, đúng là số trời đã định. Gã và nàng, không ai có thể buông nhau ra. Cứ như vẫn cuốn lấy nhau cả một đời một kiếp. Ba tháng sau, đỉnh kiếm các chính thức phái ra sáu vị kiếm thủ làm sức giả, đến ngânh tiếp hoắc triển bạch tới đỉnh kiếm các ở mặt lăng. Khi lục kiếm cùng tung mình xuống ngựa trước cửa sơn trang, cánh cổng đóng kín lâu ngày đột nhiên bật mờ. Tất cả hạ nhân đều ngạc nhiên nhìn hoắc thất công tử đang đứng sau cửa gã mặc bộ bạch y như tuyết. Tay nắm chặt thanh mặc hồn tuyết đen tuyền, gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày uống rượu ly bì. Nhưng ánh mắt đã khôi phục lại vẻ sắc bén tỉnh táo thường ngày. Đi thôi, không nói nửa câu khách sáo, gã thản nhiên quay người dường như đã biết trách nhiệm không thể trốn trách của bản thân mạt nhi mạt nhi từ phu nhân ở nhà trước nghe được động tĩnh bên này liền chạy ra như bay con muốn đi đâu ánh mắt nàng kinh hoàng như con hươu nhỏ sợ hãi nắm chặt lấy tay gã đừng đi những người đó sẽ hại con đấy con mà đi thì không về được đâu vệ phong hành và hạ tiên vũ đưa mắt nhìn nhau thoáng ngần ngừ lưỡng lự ánh mắt hoắc triển bạch dịu dàng mà bi thương cúi đầu vỗ nhẹ lên người nàng, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Sau đó, gã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay nàng ra, ngước mắt ra hiệu, lập tức có hai lão thị nữ chứ ước giờ vẫn luôn chăm sóc cho thu thủy âm bước tới đỡ nàng lùi lại. Gã cùng lục kiếm còn lại rào bước rời khỏi sơn trang, tung mình lên ngựa, phi thẳng đến đỉnh kiếm các ở mặt lăng. Triển bạch, lúc cả đoàn nhân mã thúc ngựa phóng đi, thu thủy âm đầy hai người thị nữ già ra, loạng choạng xông ra cửa gào rõ tên gã triền bạch đừng đi bàn tay nắm chặt dây cương của hoắc triền bạch khẽ run run nhưng rốt cuộc vẫn không ngoảnh đầu lại thanh nhiễm nói với ta bệnh điên của nàng chỉ là do nhất thời kích động đến giờ phải bình phục từ lâu rồi mới đúng vệ phong hành rõ ràng đã hiểu rõ mọi chuyện thúc ngựa chạy song song với gã thấp giọng nói nàng cứ giả ngây giả dại như vậy đại khái chắc là muốn giữ đệ lại đệ cũng đừng trách nàng. Đệ biết, gã chỉ gật đầu, đáp, đệ không trách nàng. Vệ phong hành trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng thẳng thắn hỏi, đệ có lấy nàng không? Hoác triển bạch im lặng, một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng, đệ sẽ chăm sóc nàng cả đời. Vệ phong hành chớp chớp mắt, biết rõ đằng sau lời hứa kiên quyết này là một lời cự tuyệt cũng kiên quyết không kém, chỉ đành thở dài một tiếng hai người cứ thúc ngựa trong im lặng cuối cùng vệ phong hành trao mày nói thất đệ phải phấn chấn lên được hoắc triển bạch đột nhiên bất cười gật đầu huynh cứ yên tâm làm phận chồng tốt của huynh đi một buổi sáng tháng thứ tư sau khi trở về từ chuyến viễn du côn luân hoắc triển bạch được lục kiếm còn lại hộ tống tới mặt lăng nhận lấy hoàng kim cửu đỉnh từ tay lão các chủ nam cung ngôn kỳ trước mặt thiên hạ võ lâm đeo mặc hồn kiếm ngồi lên bảo tọa trong các. Theo quy tắc cũ, triều đình cũng phái đặc sứ đến chúc mừng, mang theo thượng phương bảo kiếm và miễn tử kim bài của Hoàng thượng ban tặng đỉnh kiếm các từ ngày được thư giả công tử sáng lập đã kiêm giữ đỉnh kiếm, cân bằng lực lượng triều đình và dân gian, đến cả đương kim thiên tử cũng không dám coi nhẹ. Toàn các vỗ tay như sấm, đại đệ tử đăng lên bảo tọa trí tôn, trên dưới thiên sơn phái đều như nở hoa trên mặt sư phụ sư nương, sư huynh, sư muội đều lần lượt bứa ước đến chúc mừng, song vị tân nhiệm võ lâm minh chủ này chỉ mỉm cười điềm đạm, chẳng có lấy nửa phần hoan hỉ, chỉ khi vệ phong hành bước tới kính rượu, gã mới khẽ gật đầu một cái. Vệ ngũ, phải, đệ hứa sẽ là một các chủ tốt. Dù đệ còn muốn được như huynh là một người bình thường, ở bên kiều thê ái tử sống đến khi tóc bạc ra mồi gấp bội phần khi nam cung lão các chủ đến dược sư cốc trị bệnh minh chủ tân nhiệm dù sự vụ bận rộn nhưng rốt cuộc cũng cùng đi với lão trận pháp đá trắng vẫn chậm chậm biến ảo trong gió tuyết nhưng đoàn người ra cửa đón tiếp bọn họ lại không thấy bóng áo tím kia đâu khi liêu thanh nhiễm dẫn theo các thị nữ khai mở thạch trận nhìn thấy nhành hoa trắng gài trên tóc mai họ hoắc triển bạch chỉ thấy trái tim mình đau thắt cơ hồ muốn lập tức rơi lệ liêu thanh nhiễm nhìn gã Ánh mắt đầy vẻ tiếp thương, nhưng Thủy Trung vẫn không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ dẫn Nam Cung Lão các chủ về Hạ Chi Viên Hoác công tử xin mời đến Đông Chi Quán nghỉ ngơi. Bên tai gã chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu lại nhìn, thì ra chính là Sương Hồng. Chỉ mấy tháng không gặp, à nha đầu lanh lợi phóng khoáng này đã đột nhiên trở nên trầm lặng đi rất nhiều. Hai mắt đỏ lượng sưng phồng lên, vẻ như những ngày này đã khóc quá nhiều vậy gã nghiến răng gật gật đầu không đợi sương hồng dẫn đường đã lặng lẽ bước đi con đường ấy tám năm nay gã từng đi qua không biết bao nhiêu lần giờ đây bước lại trên đó mỗi bước đều như vạn kiếm xuyên tâm bước tới bậc cấp trước nhà cuối cùng dũng khí của gã cũng cạn kiệt cứ ngây ngây ngần ngần nhìn chăm chăm vào cây mai trắng đã tàn hết kia con điêu trắng như tuyết đang đậu trên cành cây lặng lẽ nhìn gã ánh mắt tràn ngập bi thương đợi ta trở về cùng uống rượu lúc đi khỏi đây gã từng vẫy tay với nàng cười lớn nhất định sẽ thắng cô vậy mà giờ đây hai người đã xâm thương vĩnh cách rồi nữ nhân mạnh mẽ như vậy nhìn dọc nhìn ngang cũng đâu giống như hồng nhan bạc mệnh chứ hoác công tử xương hồng chợt đưa lên một vật chính là tấm khăn tay của gã đồ của công tử hoác triển bạch cúi xuống liếc thấy hàng bút tích mờ nhòa trên tấm khăn trắng trái tim như bị vò nát thêm lần nữa. Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Đó là bức thư gã bảo tuyết diêu mang cho nàng. Nhưng còn nàng, nàng đã vĩnh viễn không thể nào trở về hội ước rồi. Sương Hồng nhẹ giọng nói, lúc rời khỏi dược sư cốc, cốc chủ còn đặc biệt dặn dò Sương Hồng, nếu hoắc công tử quay lại, thì phải nói với người rằng, rượu đã trôn rước gốc mai kia rồi. Dưới gốc mai gã hoang mang nhìn theo hướng món tay xương hồng bỗng nhiên sực nhớ ra vào cái đêm tĩnh mịch ấy gã và nữ tử áo tím đã cùng đoán quyền uống rượu ngủ mê ngủ mệt dưới gốc cây ấy chính vào khoảnh khắc tỉnh lại dưới bầu trời đêm gã bỗng nhiên có được dũng khí cáo biệt với bao chuyện trong quá khứ bởi cuộc đời gã đã có một nguồn sinh lực mới trăng sáng đêm ấy những bông mai trắng rơi lả tả người ngủ say trong lòng tất cả phảng phất như ở ngay trước mắt, vậy mà, lại phảng phất như ở trong tấm gương, vĩnh viễn cũng không thể nào chạm tới. Gã nhìn thấy dưới gốc mai trắng đùn lên một nấm đất, liền cúi người đào, quả nhiên liền thấy ngay một vò rượu. Sương Hồng nhỏ nhẹ nói, cốc chủ còn nói, nếu người không thể trở về, rượu này tốt nhất cứ chôn đó đã. Uống rượu một mình dễ hại đến thân thể, đợi công tử có người đối ẩm, rồi hãy. Hoác triển bạch nghe đến câu cuối cùng, chán nản đặt vò rượu xuống thất thần nhìn cây mai đã tàn lụi. Lúc ấy, trong lòng gã bỗng dâng lên một nỗi đau không thể kìm nén, dồn dập như bài sơn đào hải. Gã chỉ muốn kêu lên thật lớn, nhưng một chữ cũng không thốt nổi thành lời. Cuối cùng đành trở tay chém bừa một kiếm xuống hàng lan can ngọc thạch, một mảng ngọc bạch lớn liền vỡ nát rơi xuống. Sương hồng không ăn cản gã, chỉ là thấy gã chém xuống một kiếm như người phát điên, cuối cùng cũng không kìm nổi che mặt thầm nhủ, nếu cốc chủ không chết. Vậy thì, giờ này hai người bọn họ, có lẽ đã trụm đầu bên nhau dưới gốc mai kia, nâng chén nói cười rồi nhỉ. Tám năm nay, chỉ khi hoắc thất công tử đến dược sư cốc dưỡng bệnh, ả à mới thấy cốc chủ được vui vẻ. Các thị nữ trong cốc ai nấy đều mong mỏi nàng có thể quên được thiếu niên say ngủ dưới lớp băng kia, mà bắt đầu một cuộc đời mới. Vậy mà, tất cả đều đã vỡ tan. Cảm giác đau đớn lúc ấy thật quá mãnh liệt, vượt xa khả năng chịu đựng của gã. Lòng gã như sôi lên, mà không biết phát tiết vào đâu, hoác triển bạch điên cuồng xuất kiếm, chém nát tất cả những gì trước mặt. Ngọc Thạch bị mặc hồn kiếm chém bay là tả như tuyết, rơi đầy dưới đất. Nhưng, qua mười mấy chiêu, thanh kiếm đang dơ giữa không trung định chém xả xuống chợt bị một luồng sức mạnh ôn hòa cản lại. Người chết cũng đã chết rồi. Người kia lặng lẽ bước tới, đỡ lấy một kiếm của gã, thất công tử, dù thế nào ngài cũng không định dỡ cả cố cư của tiết cốc chủ xuống chứ. Hoác triển bạch ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc dài ánh lên sắc lam kỳ dị, thất thanh thốt lên, diệu phong. Không, diệu phong đã chết rồi, người kia chỉ mỉm cười điềm đảm, ta tên nhã di. Trong hạ chi viên, cây cối um tùm, bảy bướm dạ quang bay lượn như những ánh sao băng. Hai người ngồi trong tiểu đình bên bờ suối nước nóng, không gian im lặng như tờ. Nhã Di kể lại mọi chuyện xảy ra ở Đại Quang Minh Cung, sau đó bắt đầu trầm mặc. Hoác triển bạch không nói gì, mở vò rượu ủ dưới gốc mai ra, ngồi trong tiểu đình bên bờ suối tự rót, tự uống đến say mềm. Tuyết Diêu cũng rúc lên mấy tiếng đậu xuống bàn, uống rượu trong chén của gã con chim này hôm nay dường như còn uống hung hơn cả chủ nhân nó chẳng mấy chốc đã đứng không vững dù cánh nằm ngẹo đầu trên bàn nàng từng nói uống rượu một mình có hại cho sức khỏe nhã di nhìn gã nét mặt vẫn điềm đạm như thế vậy thì người uống với ta đi hoác triển bạch mỉm cười nâng chén mời đối thủ lạ mặt gã còn chưa hỏi người này rốt cuộc có quan hệ gì với tử giả trên đồng tuyết ô lý nhã tô đài y từng bất chấp tất cả một mình chống lại thất kiếm, tất cả chỉ vì muốn kịp thời đưa nàng đi chữa trị. Vậy mà, cuối cùng nàng vẫn chết trước mặt y. Giờ đây, trên gương mặt của vị tiền nhiệm diệu phong sứ này nở ra một nụ cười ấm áp, lặng lẽ ngồi ở nơi thùa trước nàng đã từng ngồi. Một đàn bướm đậu đầy trên vai, lật dở trang sách, nói năng đĩnh đạc, bình tĩnh tự tại nhưng càng như vậy hoắc triển bạch càng không thể tưởng tượng được trong lòng y rốt cuộc đã chôn giấu bao nhiêu bi thương đau khổ. Không, tốt nhất để đợi người khác đến uống với thất công tử thì hơn. Nhã di lặng lẽ cười, giờ một quyền y thư, sư phụ nói rượu có thể làm hỏng chuyện, là đệ từ cuối cùng của người, ta tuyệt đối không thể tham uống như tiết cốc chủ được. Hoác triển bạch cảm thấy hơi bất ngờ, người đã bái sư sao? Nhã di gật đầu, mỉm cười nói, chuyện thế gian này ai mà ngờ được chứ giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào gặp phải chuyện gì cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi có lúc chỉ một ánh mắt vô tâm một cuộc gặp gỡ tình cờ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng y từng là một vương tôn công tử áo gấm cơm vàng nhưng rồi lại gặp phải cảnh nước mất nhà tan rồi yêu gặp giáo vương trở thành một thanh kiếm vô cảm. Sau đó, y lại gặp nữ tử đã thức tỉnh y, để y trở lại với con người thật của mình. Thế rồi, nàng lại mau chóng bỏ y mà đi. Y vượt ngàn dặm đưa di thể nàng trở về, sau đó quỷ trong tuyết trước trận đá ngoài dược sư cốc, khẩn cầu liêu cốc chủ thu nhận làm môn hạ, ba ngày không đứng dậy. Tại sao phải học y thuật? Liêu cốc chủ hỏi y, người chỉ là một kẻ sát nhân. Đúng vậy, y chỉ là một kẻ sát nhân nhưng, dù là kẻ sát nhân, cũng có những lúc sống còn không bằng chết. Chẳng qua y chỉ không muốn có cảm giác đó nữa, chạy như điên cuồng mà không có lối, trời đất vô tình, chỉ có thể mở mắt chân chân ra nhìn người quan trọng nhất của mình chịu đủ thống khổ ngay bên cạnh, từ từ chết đi, mà hận không thể lấy mạng mình ra đổi lại. Vì vậy, y yêu muốn có nhiều người khác cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn này nữa. Liêu cốc chủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm chậm gật đầu. Người biết không, Khai Sơn sư tổ của Dược Sư Cốc cũng từng là một kẻ sát nhân. Vậy là, Diệu Phong liền may danh ẩn tính ở lại đây, trở thành đệ tử cuối cùng của Liêu cốc chủ. Y chuyển hết niềm đam mê cuồng nhiệt với võ học vào y học, mỗi ngày đều nhốt mình trong tàng thư các ở Xuân Chi Đình, chuyên tâm nghiên cứu những thư tịch chất đầy trên bốn vách, tiêu u, ngọc long, trừu hậu phương, ngoại đài bí yếu, kim lan độn kinh, thiên kim dực phương, thiên kim phương, tổn chân đồ, linh khu, tố vấn nan kinh. Phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật. Sau đêm tuyết trên đồng hoang ấy, y đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Y nhìn hoác triển bạch không ngừng tự rót tự uống, đột nhiên cúi đầu thở dài thất công tử, ngươi có hận ta không? Nếu không phải là ta, nàng sẽ không mạo hiểm xuất cốc, nếu không phải ta dư nàng đi, các người cũng không đến nỗi ở giờ khắc cuối cùng gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt. Xong, những câu hỏi này, rốt cuộc y cũng không lên tiếng hỏi đối phương. Đến giờ mới hỏi, phòng có ích gì? Hoác triển bạch nắm chặt tay lại, chén rượu sư trắng phát ra âm thanh lạo xạo vỡ nát, dường như phải cố gắng lắm mới đủ dụng khí, cuối cùng gã mới lý nhí lên tiếng, nàng. Đi có nhẹ nhàng không? Gương mặt vẫn còn nụ cười. Vậy thì tốt. Sau đoạn đối thoại đơn giản, hai người lại đắm chìm trong im lặng. Nhã Di quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt đối phương, bàn tay cầm quyển sách không thể khống chế mà khe khẽ run rẩy. Phải, đó là lời nói dối. Cái chết của nàng, thực ra cực kỳ thê thảm và tuyệt vọng. Y sẽ nhớ mãi dáng vẻ run rẩy của nàng khi cố kiềm chế lúc độc chất phát tác, nhớ mãi bàn tay nàng nắm chặt lấy vai y thế nào nhớ mãi lúc nàng hấp hối ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt đang đổ tuyết, mừng rỡ reo lên như đứa trẻ. Đương nhiên, y cũng nhớ mũi kim châm quyết đoán đâm sâu vào huyệt đạo nơi cổ họng nàng những ký ức ấy tựa như một thanh đao, mỗi lần nhớ đến là lại cắt sâu vào tim một vết thương sâu hoắm, chỉ cần y còn sống một ngày, thứ hình phạt lăng trì này sẽ mãi không bao giờ dừng lại. Một mình y chịu đựng sự dày vò của ký ức này đã là quá đủ sao lại phải thêm một người nữa làm gì? Nàng, trôn ở đâu? Cuối cùng, Hoắc Triển Bạch vẫn không kìm được lên tiếng hỏi. Ở mộ địa thôn Ma Già, Nhã Di lặng lẽ nói, bên cạnh người đó. Người đó, cuối cùng, vẫn là người đó ư? Hoắc Triển Bạch nhìn mặt nước trống không, đột nhiên thấy trong lòng bình lặng, mọn lửa đau khổ đang thiêu đốt gã đều đã tắt lụi. Y không còn tị hiềm với người ở bên nàng trong thời khắc cuối cùng nữa cũng không còn đau khổ vì mình đã lỡ giờ cả đời nữa bởi vì đến cuối cùng, nàng cũng chỉ thuộc về vùng đất lạnh lẽo ấy. Đông chi giả, hạ chi nhật, bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất. Nghe nói ngài đã trở thành các chủ đỉnh kiếm các, nhã gì truyền chủ đề mới, gương mặt vẫn mang một nụ cười lãnh đảm, chúc mừng. Nếu có thể lựa chọn, ta thả ở dược sư cốc đến già giống ngươi còn hơn, hoặc triển bạch thở dài một hơi từ trong lồng ngực, hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ, nhưng chắc phải chết đi một lần giống ngươi, chắc mới có thể sống được theo ý mình trở lại nhỉ. Ta thì không được, những lời này thật không giống khẩu khí của người sắp trở thành bá chủ cõi trung nguyên chút nào, nhã di vẫn chỉ mỉm cười, giọng nói đột nhiên thay đổi, thản nhiên tiếp lời, đồng cũng mới bước lên ngọc tỏa của giáo vương ở đại quang minh cung từ nay trở đi, hai người lại đối đầu với nhau rồi đó. Gì hả? Hoác triển bạch kinh ngạc ngẩng đầu, đồng trở thành giáo vương. Làm sao ngươi biết? Ta tự nhiên biết, nhã di lắc đầu, ta vốn đến từ đó mà. Ánh mắt y chợt thoáng hiện lên vẻ u sầu, quay lại nhìn hoác triển bạch, ngài là bằng hữu tốt nhất của nàng, đồng là đệ đệ của nàng. Giờ đây hai người đã trở thành kẻ thù thề không đội trời chung ở dưới cửu tuyền nàng mà biết được, không biết sẽ buồn đến thế nào. Hoác triển bạch cúi đầu, chống tay lên chán, cảm giác như lòng bàn tay lạnh bốt còn chán thì nóng hầm hập như lửa đốt. Vậy người muốn chúng ta phải làm sao? Gã lẩm bẩm cười khổ, từ xưa chính ta đã không thể đứng chung. Ta chỉ muốn hai người ngồi xuống uống một ly, nhã gì chỉ im lặng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng hoắc triển bạch. Ai, có ai ở phía sau? Hơi rượu trong người hoắc triển bạch lập tức tan đi quá nửa, giật mình quay ngoắt đầu lại, bàn tay đặt lên đốc kiếm theo bản năng khóe mắt liếc thấy một bóng áo choàng đen tuyền phủ tới tận chân. Đối phương có đôi mắt màu xanh nhạt sang rực, không biết đã đứng cạnh đó nghe từ khi nào. Lúc này, chỉ thấy hắn lặng lẽ lướt ra khỏi rừng cây, bước vào tiểu đình. Đồng, hoác triển bạch kinh ngạc nhìn vị giáo vương tân nhiệm đột nhiên hiện thân nơi dược sư cốc này, tay không rời đốc kiếm. Kẻ này mới đoạt lấy quyền lực tối cao ở đại quang minh cung sau trận bảo loạn đầy máu tanh, Lúc này sao không yên thân tọa trấn Tây vực, lại tới nơi này làm gì? Lẽ nào hắn biết Nam cung lão các chủ bệnh nặng, muốn đến làm loạn cục diện võ lâm trung nguyên. Nhưng đúng lúc này, Nhã Di lại lặng lẽ lui đi, chỉ để hai người một mình với nhau. Giáo Vương trẻ tuổi không nói câu nào, càng không để lộ sát khí, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện với gã, tự tiện nhấc vò rượu lên, rót đầy chiếc chén trước mặt mình sau đó cầm lên, khẽ gật đầu với gã một cái, rồi dốc lên uống cạn. Hoác triển bạch ngần người nhìn hắn uống liền ba ly, nhìn rượu dì ra nơi khóe miệng, chảy dọc xuống cổ chui vào trong áo. Hắn uống quá nhanh, nên bị sặc trong họng, buông chén xuống bám vào cạnh bàn ho lên sù sủ, sủ, gương mặt trắng nhợt hiện lên sắc hồng kỳ lạ. Nhưng vị giáo chủ tân nhiên căn bản không để ý, chỉ liên tiếp dốc rượu vào miệng, không ngừng ho, lệ bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt xanh lam. Hắn lúc này hoàn toàn không hề giống một vị tân giáo vương, trong tay khống chế cả Tây Vực, mà chỉ giống như một đứa trẻ đang hoang mang không biết phải làm gì. Hoác triển bạch nhìn chằm chặp vào đối phương, đột nhiên một luồng nhiệt lưu trào dâng lên trong lòng, trong thoáng chốc, cái gì là chính tà, cái gì là võ lâm gã đều gạt hết sang một bên. Gã ném mặc hồn kiếm xuống đất, vươn tay đoạt lại vò rượu rót đầy chiếc ly trước mặt, ngửa đầu uống cạn. Nào, gã cười lớn dốc cạn ly rượu, liệt tử nồng nồng đốt lên một con đường lửa trong cổ họng, cơ hồ muốn thiêu cháy cả tim phổi. Phải rồi, nàng đã nói, uống rượu một mình hại sức khỏe. Thì ra, vò rượu mạnh này là để thiêu đốt nỗi sầu của hai người. Vậy là, hai người cứ lặng lẽ uống như vậy, người một chung, ta một chén, không nói năng, cũng không tính toán, thậm chí không trao đổi với nhau một ánh mắt. Tân nhiệm các chủ đỉnh kiếm các và giáo vương trẻ tuổi của Đại Quang Minh cung cứ ngồi đối diện với nhau như thế, lặng lẽ từ từ uống cạn kỷ niệm duy nhất nàng để lại cho hai người. Dần dần, cả hai đều say khướt. Trong cơn say, hai người loáng thoáng nghe thấy tiếng khất lật xa xăm ngoài cửa sổ, một người lảo đảo vỗ bàn cười lớn, dơ chén rượu lên với hư không, lục nghị tân phôi tửu, hồng nên tiểu hỏa lô vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Rồi sau đó, chén rượu ấy được rãi xuống mặt đất, mau chóng thấm vào trong đất đỏ không còn tâm tích. Đồng hai mắt mông lung nhìn đối phương vừa hát vừa cười, mơ hồ hiểu ra gã đang đi tới một cuộc hẹn vĩnh viễn chẳng thể thành hiện thực. Ai người ở mãi cùng ta? Chỉ mình cố chấp với mình mà thôi. Rượu say tiếp người ba vạn bữa. Giật mình tỉnh dậy biết hôm nào. Hắn đột nhiên bật cười lớn, hôm nay đã là hôm nào rồi? Say một trận, cười một trận, nhưng gã hiểu rõ đêm nay là đêm khúc nhạc đã tàn, người sẽ ly tán. Ta nhìn ra được, tỷ tỷ thực ra rất thích ngươi. Đồng chăm chú nhìn đối phương, đột nhiên cất tiếng, nếu không phải vì cứu ta, lúc này nhất định tỷ ấy đã ngồi đây uống rượu với ngươi rồi. Hoác triển bạch ngưng uống, nhìn vị giáo vương trẻ tuổi, đột nhiên nhận ra đôi mắt hắn xanh thảm đến lạ lùng tên sát thủ tuyệt đỉnh, tàn khốc mà tinh tế này. Sau trận mưa máu gió tanh đã ngồi lên ngọc tỏa của giáo vương Tây Vực, lúc này bỗng nhiên trở nên yếu đuối tựa một gã thiếu niên non nớt. Nhưng không đợi hoác triển bạch nói gì, đồng đã ném chén rượu đến trước mặt gã, không nói chuyện này nữa, uống rượu. Hai người uống hết sức tận tình, hết sạch cả một vò rượu mạnh lâu năm. Đoạn ký ức sau đó trở nên mơ hồ gã chỉ nhớ hai người đã rông dài rất nhiều chuyện về võ lâm về thiên hạ về kiến thức võ học sang năm ta sẽ lấy tinh thánh nữ xa la trong cơn say đồng đã buông một câu như vậy gã ngây người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thanh niên áo đen trước mặt mình ta sẽ thay nàng giết chết hồi hột vương giúp gia tộc nàng đoạt lại đại quyền đồng lạnh lùng nói ồ hoác triển bạch hơi thất thần lẩm bẩm nói muốn ngồi vững trên mọc tọa ấy vất vả lắm phải không hà đồng cầm chén rượu cười ngây ngô phải vậy thôi cứ nhìn giáo vương tiền nhiệm là biết rồi có điều hắn đột nhiên liếc xéo hoác triển bạch một cái đôi mắt yêu dị lóe lên một tia sang băng lạnh ngươi cũng không hơn ta bao nhiêu người trung nguyên gian trá tâm cơ lại càng thâm trầm ngươi cứ nhìn tên rượu không đó thì biết rồi hoác triển bạch giật mình trầm mặc gượng dặn ra một nụ cười chua chát. Thật là tức cười tân nhiệm các chủ của đỉnh kiếm các không ngờ lại cùng tân nhiệm giáo vương của ma cung uống rượu mật đàm ở dược sư cốc, đốc bầu tâm sự tựa một đôi sinh tử chi giao. Vò rượu cạn sạch, hai người cứ như vậy thiếp đi trong tiểu đình bên bờ suối. Trước lúc chìm hẳn vào giấc ngủ, đồng đột nhiên nhồm lên nhìn gã, lẩm bẩm nói, hoắc thất, ta không muốn làm kẻ địch của ngươi hoác triển bạch cơ hồ như cũng hiểu được ý hắn, ngươi. Đến cầu hòa phải không? Đồng gà gật gục xuống mặt bàn, đẩy một vật ra trước mặt gã, cầm đi. Tuy đã say đến khật khừ, song hoác triển bạch vẫn không khỏi giật mình, thánh hỏa lệnh. Tín vật của đại quang minh cung giáo vương. Ta hy vọng ước hẹn kia không chỉ có thế, mà là trong lúc chúng ta vẫn còn tại vị, đều không phải gặp nhau bằng binh đao. Không đánh nữa, thật sự không đánh nữa. Người chết ta sống, vì cái gì chứ? Gã không thể xác định lúc ấy đồng có say thật không, bởi lúc đẩy tín vật quy ra đó tới trước mặt gã, đôi mắt yếu ớt kia chợt hiện lên thần sắc kiên định lạnh lung, đôi mắt tím sẫm nguy hiểm mà sâu không thấy đáy. Giáo vương trẻ tuổi giơ một tay lên, ngươi có đồng ý không? Ngày hôm sau tỉnh lại, gã đã nằm trong phòng ấm áp. Hoác triển bạch mở mắt trong ánh mặt trời chói trang, chỉ thấy đầu đau như búa bổ bên tai phảng phất có tiếng nhạc, ô nhã mà thần bí, mang theo một vẻ u buồn không thể diễn tả bằng lời. Gã chống tay ngồi dậy, dưới gốc mai ngoài cửa sổ, nam tử có mái tóc xanh lam kia buông cây khất lật xuống, quay đầu lại mỉm cười, hoắc thất công tử tỉnh rồi. hoắc triển bạch khẽ trao mày, đưa mắt nhìn quanh quất, đồng đông. Đi từ lúc trời chưa sang, nhã gì mỉm cười, đại khái là sợ người của đỉnh kiếm các trông thấy sẽ phiền phức cho cả hai bên. Hoác triển bạch thở hắt ra một tiếng, dựa người ra sau, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại trận rượu thỏa thuê đêm qua nhưng lưng gã chợt đè lên vật gì đó vừa cứng vừa lạnh buốt. Gã vòng tay cầm lên xem thử, không ngờ lại là một miếng lệch bài đúc bằng huyền thiết, bên trên khắc hình thánh hỏa cháy hừng hực. Thánh hỏa lệnh, khoảnh khắc đó, gã chợt thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra đoạn đối thoại đêm trước, bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong óc. Nhã Di mỉm cười, đồng mang đi mặc hồn kiếm của ngài làm tín vật. Hắn nói, hắn sẽ tuân thủ ước định của hai người. gì hả, mặc hồn kiếm, gã giật mình sực tỉnh, đưa tay sờ thử, quả nhiên thanh bội kiếm đã không còn bên mình. Hoác triển bạch thoáng biến sắc, lắc đầu thật mạnh, khổ sở nhớ lại xem mình và đồng lúc vỗ tay lập thể đã nói những gì. Những năm còn sống, Trung Nguyên và Tây Vực sẽ không khai chiến. Nhã Di nghiệt giọng nhắc lại từng chữ một. À, phải rồi, ta nhớ ra rồi. Hoác triển bạch cuối cùng gật đầu, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Không phải ngài định nuốt lời chứ, nhã gì trao mày. Nuốt lời, hoác triển bạch cười khổ, người cũng xuất than từ tu la trường. Vậy người cảm thấy loại người như đồng có đáng tin không? Nhã gì trầm mặc hồi lâu, rồi mỉm cười khẽ lắc đầu ngày ấy hắn để tất kiếm xuống núi có lẽ đã tính toán từ trọng hoa hiểu rõ mọi chuyện trong ma cung không thể để y sống trở về trung nguyên được kết minh với loại người này chi bằng chọn một đồng minh khác đáng tin cậy hơn còn đề nghị tạm thời đình chiến lúc đó có thể là vì hắn cần thời gian để chấn chỉnh lại đại quang minh cung hoác triển bạch chống tay lên chán, lẩm bẩm nói tiếp ngươi đợi mà xem khi hắn khống chế được hồi hộp lại bồi dưỡng được một đám sát thủ tinh anh, tất sẽ sầm sập kéo tới mà khai chiến với võ lâm trung nguyên thôi. Song mục nhã di sang rực lên, mỉm cười nói, khả năng này cũng không phải là không có. Không người nào hiểu rõ gã sát thủ chi vương trong tu la tường ấy hơn y. Đồng là loại người cực lì nguy hiểm, năm xưa giáo vương muốn y ở bên như hình với bóng bảo vệ, thực chất chủ yếu là vì đề phòng con người này mà thôi. Diệu phong sứ, người đứng về phía nào đây hoác triển bạch mỉm cười vờ như vô ý hỏi một câu gương mặt nhã di vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp nghe câu hỏi sắc bén của đối phương mà vẫn không đổi sắc diệu phong đã chết nhã di chỉ là một người hành y lương y như từ mẫu tự nhiên sẽ coi các vị như nhau hoác triển bạch nhìn y đầy thâm ý nhưng cũng chỉ trầm mặc không nói vết thương của bọn hạ tiên vũ bao giờ có thể hồi phục bỗng nhiên, gã lên tiếng hỏi một câu chẳng hề liên quan. Nhã Di ngần ngừ một chút rồi đáp, gân ở ngón cái của năm vị kiếm khách đều đã đứt, cho dù nối gân thành công, ít nhất cũng cần ba năm mới hoàn toàn hồi phục được như trước khi bị thương. Ba năm à, hoác triển bạch lẩm bấm nói một mình, xem ra mấy năm tới, không đình chiến cũng không được rồi. Cục thế giữa Trung Nguyên và Tây Vực không phải sức mạnh một người là có thể khống chế được thành kiến môn phái, quan niệm chính tả tích lũy từ nhiều năm nay đã khiến hai thế lực như nước với lửa. Cho dù hai người bọn gà thật sự không ý định động võ, nhưng những người bên dưới thì từ lâu đã không thể nhẫn nại đáng sợ hơn nữa. Có thể ý thù địch và sự cảnh giác với đối phương của cả hai chưa bao giờ giảm sút. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là cái vỏ để che đậy, để tích lũy đem sức mạnh hủy diệt đối phương, sau đó mới khai chiến lần nữa nếu sau này không thể tránh khỏi một trận chiến trầm mặc một lúc lâu nhã di bỗng mỉm cười khẽ cúi người xuống đưa một mảnh hồi thiên lệnh thì đến lúc ấy hai người cứ đến dược sư cốc ta sẽ tận hết sức lực để bảo toàn tính mạnh cho hai vị giống như tiết cốc chủ vậy thất dạ tuyết thương nguyệt chương 17, dư quang một thời đại hỗn loạn bất an cuối cùng đã qua đi sau khi đại đồ đệ thiên sơn phái một trong bát kiếm, hoặc triển bạch tiếp nhận chức vị các chủ đình kiếm các thầy nam công môn kỳ lão các chủ. Võ Lâm Trung Nguyên bắt đầu một thời kỳ bình an hiếm có sau trận nội loạn. Đại Quang Minh Cung ở Côn Luân không còn xuất đầu lộ diện, sát thủ Tu La Trường cũng không tung hoành Tây Vực nữa. Thậm chí bái Nguyệt Giáo ở phương Nam sau khi thiên lại giáo chủ qua đời cũng đã xếp cờ cất trống, không còn hàn hề đe dọa Võ Minh phương Nam nữa. Trận chiến đó làm thất kiếm tổn thất quá nửa nhân thủ các môn phái tiêu hao thực lực, nên phân tranh trong võ lâm trung nguyên cũng tạm thời dịu lại. Tất cả tựa như dòng nước chảy qua đoạn quanh co khúc khuỷu nhất, cuối cùng cũng dần dần đến đoạn bằng lặng. Hồi thiên lệnh của dược sư cốc vẫn không ngừng phát ra, từng đợt từng đợt bệnh nhân không ngại vượt ngàn dặm xa xôi đến cầu y, nhưng số lượng đã từ 10 người mỗi năm biến thành mỗi ngày một người trong cốc, mọi việc vẫn như cũ, chỉ là vị tiết cốc chủ áo tím kia đã không còn ở đó nữa tiền nhiệm cốc chủ liêu thanh nhiễm trở về chấp trường dược sư cốc, nhưng lại chưa một lần lộ diện, mọi chuyện đều do đệ tử mới thu nhận sắp xếp. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy dược sư cốc xưa chỉ toàn nữ tử lại thu nhận một đồ đệ nam nhi, nhưng liêu cốc chủ chỉ chăm chú nhìn đàn bướm giả quang thi nhau đậu trên vai người đồ đệ mới nhận, điềm đạm đáp một câu, nhã di có trái tim của một đứa trẻ. Có điều, chẳng bao lâu sau, những người dị nghị kia cũng cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Đệ tử có cái tên nhã di kia chẳng những thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, y thuật tiến bộ thần tốc, mà hiếm có hơn là tính cách của y cũng rất tốt, khiến những bệnh nhân từng phải chịu đựng tính khí nóng như lửa của tiết cốc chủ thuở trước đều có cảm giác được tắm trong làn gió xuân dịu dàng ấm áp. Hơn nữa, y cũng là một người có khả năng phục chúng. Bất luận là bệnh nhân hung hăng thế nào, chỉ cần gặp phải y là đều hết sức biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Từng có một lần, quan đông đại đạo Mãnh hộp bị chuẩn đoán mắc phải tuyệt chứng không thể chữa trị, tuyệt vọng hóa điên, điên cuồng đuổi giết mọi người trong cốc, nhất thời không ai cản nổi. Đệ tử trẻ tuổi có mái tóc xanh lam ấy đã chặn y lại ở đông chi quán, nụ cười trên miệng chưa tắt, chỉ khẽ cất tay đã trực tiếp hạ sát đối phương. Người tên nhã gì đó chẳng mấy chốc đã trở thành truyền kỳ trên giang hồ khiến người người đều không ngừng suy đoán y đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ ứng đối đắc thể nhưng lại ngấm ngầm giữ một khoảng cách không thể tiếp cận có người hỏi y về quá khứ y chỉ cười cười đáp từng là một bệnh nhân bị bệnh ăn đến xương tủy được cốc chủ tiết tử giả cứu mạng vậy nên đã đầu nhập làm môn hạ dược sư cốc hy vọng có thể báo đáo đại ân không ai biết những lời này là thật hay giả cũng như không ai nhìn thấu được ánh mắt đằng sau nụ cười tùm tìm đó của y. Không ai biết được, đại phu trẻ tuổi diệu thủ nhân tâm, ôn như nhã nhặn này lại từng là một kẻ sát nhân vô cảm. Càng không ai biết được, làm sao mà y sống lại được quá trình sống lại đó, thậm chí còn đau khổ hơn chết bội phần. Bởi vì khi y khôi phục lại cảm xúc của một người bình thường, tất cả đều đã trở thành hư ảo y từng nhờ đồng phái người xuống vực sâu tìm kiếm di thể của vương tỷ thiện mật song không có kết quả gì cuối cùng y cũng nhận ra sợi dây cuối cùng nối mình với thế giới ấy đã bị cắt đứt nhưng y vẫn chỉ mỉm cười như trước nhiều lúc người trong cốc lại thấy y đứng trên hồ băng hỏa trầm tư thiếu niên nằm dưới lớp băng kia đã được an tang chung với tiết cốc chủ rồi nhưng y vẫn nhìn mặt băng ấy đến xuất thần phảng phất như đã nhìn thấy một thời không khác bên dưới làn nước sâu không thấy đáy kia không người nào hiểu y đang chờ đợi điều gì. Y chờ đợi một thời đại gió mây vần vũ, chờ đợi thời khắc hai vị cao thủ chính tà của Trung Nguyên và Tây Vực quyết chiến lần nữa. Lúc ấy, y sẽ như nàng, tận hết toàn lực, không lùi nửa bước. Mỗi năm khi mùa đông rừng chân ở Giang Nam, tân các chủ đỉnh kiếm các đều một mình đến Dược Sư Cốc, không phải để xem bệnh, mà chỉ đến dưới gốc mai kia ngồi lặng lẽ, độc ẩm vài chung, sau đó lại lặng lẽ ra đi bầu bạn với gã, ngoài con tuyết diêu hiểu tính người kia, chỉ có vị tân cốc chủ thần bí nhã gì mà thôi. Ngoài chuyện này ra, gã cũng là một các chủ hết sức cần mẫn. Mỗi ngày đều xử lý một lượng lớn các án quyền, điều đình mâu thuẫn giữa các môn phái trong võ lâm, tiền lựa anh tài, trừ quân bại hoại ngọn đèn lầu cao nhất của đình kiếm các, thường xuyên đến khuya mới tắt. Hàng tháng cứ đến ngày 15, gã đều từ đỉnh kiếm các ở mặt lăng tới cửu diệu sơn trang ở lâm an thăm thu thủy âm nàng xuất giá đã mười mấy năm tuổi xuân dần qua còn gã thiếu niên trẻ tuổi bộc chộp năm xưa cũng đã tới tuổi nhi lập trở thành bá chủ võ lâm trung nguyên thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số giang hồ nhi nữ vậy mà bao nhiêu năm nay sự quan tâm của gã đối với nàng cũng chưa hề giảm sút nửa phần mỗi tháng gã đến đến cửu diệu sơn giang ngồi cách một tấm bình phong, nghiêng người ra trước, khách khí hỏi han tình hình sức khỏe của nàng, cuộc sống có cần thêm gì không? Nữ tử ấy cũng ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong khách khí trả lời, duy trì thái độ cẩn trọng nhưng kiêu ngạo. Nỗi đau mất con đã dần qua đi, bệnh điên của nàng cũng dần thuyên giảm, nhưng đôi mắt lại mỗi ngày một đêm ảm đạm. Mỗi lần gã đến, nàng đều nói rất ít, chỉ nhìn chăm chăm vào cái bóng mơ hồ bên kia tấm bình phong nét mặt hoang mang ngơ ngẩn, cơ hồ nàng cũng biết nam tử ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở bên kia tấm màn, không bao giờ tiến lại gần đêm dù chỉ là nửa bước. Nàng xưa nay vẫn kiêu ngạo, còn gã thì chỉ biết đuổi theo. Nàng đã quen được theo đuổi, quen được chiều chuộng, nhưng nàng lại không biết cúi đầu. Vì vậy, gã này đã thành thủ lĩnh của võ lâm trung nguyên, lại cứ giữ mãi thái độ xa cách ấy. Thế nên sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng cúi đầu trước gã. Câu chuyện rung động lòng người của gã và nàng Lan đi trên giang hồ, trở thành giai thoại. Người người đều nói hoác các chủ chẳng những là một anh hùng, mà còn là một kẻ si tình. Ai nấy đều cảm thán gã là người trung thủy không thay lòng, chỉ trích nàng vô tình lãnh mạc. Còn nàng, nàng chỉ cười lạnh cho qua. Chỉ có nàng mới hiểu, nàng đã đánh mất gã từ lúc nào không hay. Tám năm nay, nàng chân mắt ta nhìn gã vì mình mà bôn ba khắp nơi vào sinh ra tử, bất luận nàng đối đãi thế nào, gã cũng không oán không giận nàng vốn cứ ngỡ rằng gã sẽ là tù nhân vĩnh viễn của mình. Vậy mà, không ngờ gã đã thoát ra được vong cùng của số phận mà nàng chẳng hề hay biết. Trái tim gã, bây giờ ở nơi nào? Ngày hôm đó, khi gã khách khí đứng dậy cáo từ như mọi khi, nàng đã không thể nén nhìn, đột nhiên đứng phát dậy, không đếm xỉa gì nữa, đưa tay đẩy ngã tấm bình phong vẫn chắn giữa hai người đối diện với gã, trong mắt như có lửa cháy bừng bừng, cố tự kiềm chế mà run run giọng hỏi, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Tiếng đổ vỡ làm người đang rợm bước đi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn nàng. Xin lỗi, gã không biện bạch câu nào, chỉ buông ra hai chữ ấy. Phải, thời thiếu niên mông cuồng trẻ dại của gã từng lập lời thề cả đời sẽ không đổi thay, cũng từng vì nàng mà bôn ba muôn dặm, cửu tử nhất sinh không hề hối hận nếu như có thể gã cũng hy vọng tình cảm này sẽ mãi mãi duy trì không rời không bỏ vĩnh viễn tươi mới như xưa thế nhưng trong dòng chảy của thời gian và những biến hóa của cuộc đời gã đã không thể kiên định đến cuối cùng gã nhìn nàng ánh mắt chan chứa bi thương và áy náy sau đó gã cứ thế quay người bước đi không ngoảnh mặt lại lấy một lần bầu trời bên ngoài xám xịt lơ thơ vài bông hoa tuyết là lướt rơi xuống cổ áo gã. Mỗi năm đến mùa tuyết rơi, gã đều không thể nén lòng mà nhớ tới nữ tử áo tím kia. Tám năm dòng, thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, nhưng mỗi ngày đó đều hết sức vui vẻ và thoải mái. Gã còn nhớ rất rõ khoảng thời gian cuối cùng ở dược sư cốc, tổng cộng bảy đêm, đêm nào cũng có tuyết rơi. Gã mãi không sao quên được cảnh tượng lúc mình tỉnh lại trong đêm hôm ấy trời đất lặng im, tuyết rơi mai rụng, ánh lửa chiếu rọi gương mặt nghiêng nghiêng của nữ tử đang say ngủ trong lòng, bình thản mà ấm áp cuộc sống gã mong muốn cũng chỉ có vậy mà thôi. Xong, trong đêm tuyết ấy, gã bất ngờ có được mọi thứ trong mộng tưởng, nhưng rồi lại mau chóng mát đi tất cả, chỉ để lại trong ký ức một chút ấm áp, sưởi ấm cho nửa đời tịch mịch còn lại. Giờ lại thêm một năm nữa. Không biết trong dược sư cốc bên bờ mạc hà kia, cây mai trắng đó đã nở hoa chưa? Bình rượu tròn dưới gốc cây đã cạn khô, đại khái chắc chỉ còn vị đại phu tóc lam kia, vẫn đang lặng lẽ thổi một khúc cát sinh chăng? Đông chi giả, hạ chi nhật, bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất. Còn gã, trăm năm sau, gã sẽ về nơi đâu? Ở phương Bắc xa xôi, gió thổi cắt ra cắt thịt trên dòng sông băng, gào rít như lệ quỷ đang khóc than. Dưới ánh chiều ta, trong thôn làng hoang phế, một người quỳ trước mộ đã lâu. Hắn cắm nén hương xuống trước mộ, ngón tay bị cây lạnh làm cho tái nhợt khẽ cất lên, chầm chậm vuốt lên bia mộ lạnh buốt. Ngón trỏ bàn tay ấy đeo một chiếc nhẫn lớn, bên trên khảm một viên ngọc đỏ như lửa, lấp lánh phát sánh trên nền tuyết trắng. Nén hương cắm trên tuyết, một điểm sang nhỏ ảm đạm lập lòe lúc tắt lúc sang dưới bóng chiều tà. Hôm nay là Tết Thanh Minh của người Trung Nguyên trên tuyết vẫn còn để lại cho tàn và đồ cúng, chứng tỏ hôm nay đã có người tới đây bái tế trước cả hắn. Tuyết hoài, tỉ tỉ, người trong tấm áo dài đen tuyền kia ngừng đầu lên, ánh mắt bỗng thiết tha hiếm thấy, ngây ngây nhìn tấm bia mộ phủ đầy tuyết đôi mắt hắn đen tuyền như màn đêm, trọng trắng lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt kỳ dị, sáng như kim cương, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Hắn chăm chú nhìn bia mổ, thì thầm nói, đệ đến thăm hai người đây. Nhưng rồi chỉ có tiếng gió thét gào đáp trả lại hắn. Tỷ tỷ, đệ đến để xin tỷ tha thứ. Giáo vương trẻ tuổi đưa tay phất nhẹ tuyết đỏng trên bia mổ, lầm nhầm như đang nói với chính bản thân mình, một tháng sau, kế hoạch huyết hà, sẽ khởi động, đệ sẽ toàn diện khai chiến với Trung Nguyên đỉnh kiếm tác. Vẫn chỉ cơn gió lạnh buốt của Mạc Hà trả lời hắn, vì vô lướt qua bên tai, nghe như tiếng khóc than. Hắn quỳ xuống giữa những nấm mộ trải dài, im lìm bất động, để mặc tuyết phủ kín hai vai. Giáo Vương, một tên thuộc hạ đứng xa xa khom người, cung kính nhắc nhở, nghe nói sắp tới sẽ có một trận tuyết lở trăm năm khó gặp ở Mạc Hà này, xin Giáo Vương khởi hành về cung cho sớm. Cuối cùng đồng cũng đứng dậy, lặng lẽ quay người trước tấm bia mộ, đi qua thôn làng tan hoang ra ngoài đường lớn. Bên tai bỗng vang lên tiếng kim loại va vào nhau, hắn thoáng kính ngạc nghiêng đầu nhìn vào một căn phòng trống huyết. Hắn nhận ra, nơi đó, chính là nơi hắn trải qua thời niên thiếu trong những cơn ác mộng. Mười mấy năm sau, mái nhà bệnh bằng vỏ cây bạch dương đã bị tuyết đè cho sập xuống, gió cứ thế lùa vào, hai sợi xích sắt trên tường rủ xuống va vào nhau, phát ra những âm thanh chói tai. Hắn bỗng nhiên lảo đảo, gương mặt trở nên thống khổ. Giây phút ấy, hắn chợt nhớ lại thời thơ ấu xa xăm đến dường như không chân thực, bóng đêm vô cùng vô tận và đôi mắt sáng ngời trong đêm đen ấy. Nàng gọi hắn là đệ đệ, kéo tay hắn vui vẻ chơi đùa trên sông băng, thật khoái lạc thật tự do biết bao phải trả giá thế nào, mới có thể khiến nhi em hoan lạc mắn ngủi ấy trùng hiện một lần nữa trong đời hắn đây. Hắn chỉ muốn mãi mãi ở lại trong ký ức đó, xong, không ai có thể trở về thơi xưa cũ ấy nữa rồi. Đồng chi giả, hạ chi nhật, bách niên chi hậu, quy vô kỳ thất. Những người từng cho hắn cảm giác ấm áp, giờ đây đều đã vĩnh viễn trở về với mặt đất lạnh giá kia. Còn hắn, cũng đã trải qua ngàn dặm bôn ba, đứng trên đỉnh cao của quyền lực, kiêu ngạo biết bao, cô độc biết bao. Quyền lực là một con hổ ác, chỉ cần cưỡi lên lưng nó thì sẽ không dễ gì xuống nổi. Vì vậy, hắn chỉ còn cách điều khiển cho con hổ này không ngừng ngốn ngấu nuốt đem nhiều người hơn nữa tìm về thật nhiều máu để tống đầy cây dạ dày không đáy của nó chỉ như vậy hắn mới giữ mình không bị con hổ đó quay đầu cắn ngược thậm chí gã còn từ vết xe của giáo vương đời trước mà đoán biết được đời mình sẽ kết cục ở đâu hai mắt đồng hiện lên vo số màu sắc trầm mặc giữa trời và tuyết không để cảm giác đau đớn xé ruột xé gan ấy tuôn trào lên cổ họng bên cạnh thôn trang rừng linh sam sừng sững như những tấm bia mộ khổng lồ màu xám chọc thẳng lên bầu trời đầy tuyết. Chỉ có tuyết nơi đồng hoang vẫn rơi xuống như vô cùng vô tận, lạnh lẽo mà âm thầm, cơ hồ muốn chôn vùi tất cả. Nhìn kia, bỗng nhiên, bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng reo mừng rỡ, đám thủ hạ bên cạnh đều ngước mắt lên cao, đó là gì vậy? Hắn cũng bất giác ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, cả hơi thở cũng như nghẽn lại. Bầu trời xám trắng, bỗng nhiên sáng bừng lên một luồng ánh sáng trải dài vô tận. Luồng sáng đó từ miền cực bắc xa xăm xạ tới, phủ trùm lên dòng mạc hà, biến ảo giữa màn tuyết phiêu diêu, màu sắc lần lượt đổi thay, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ánh sáng dọi xuống khu mộ địa tựa như một giấc mộng bất ngờ buông xuống nhân gian. Ánh sáng, dưới sức mạnh thần kỳ của tạo hóa, vị giáo vương trẻ tuổi quỳ phục dưới màn tuyết bay bay, chầm chậm vươn hai tay lên trời cao phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn